Hello mọi người. Hello mọi người nha. Hello mấy chị ạ. Hello. Hello, xin chào. Hello mấy chị, hello mọi người. Hello mấy chị. Hello mọi người. Hello. Hello mấy chị ơi, mấy chị à, mấy chị ơi, mấy chị à. Hello. Ô, mấy chị ơi, thấy em không? Cho em xin chấm với mấy chị. Cho em xin chấm cho nó có lực tương tác với mấy chị ơi. Hello mấy chị nha. Hello mấy chị, thấy em không mọi người? Thấy em không mấy chị ơi, thấy em không mấy chị? Thấy em không mấy chị ơi, thấy em không mấy chị ơi. Hello mọi người nha, hello mấy chị. Hello. Chấm giùm em với nha mấy chị ơi, chấm giùm em với. Hôm nay chia sẻ like có tặng quà tiếp nha mấy chị nha. Hôm nay chia sẻ like có tặng quà ha. Hôm nay chia sẻ like có tặng quà nha mấy chị nha. Hello em. Thấy em không mấy chị? Thấy em không mọi người ơi? Chia sẻ like giùm em nha mấy chị. Chấm bài giùm em nha. Hello chị, hello chị nè. Hello mọi người. Hello. Hello mấy chị. Hello mấy chị nha. Giúp may hả? Giúp may coi thử ta còn hàng không ta. Giúp may hình như còn đó. Giúp mày hỏi ta thử cho. Mày đâu? Hỏi ta được coi. Chỉ cần sai nhiêu? Không biết nữa. Em ơi, nó mệt sao mà nó mệt luôn em ơi. Ủa, rồi chị đâu? Chị mày không còn nè. Không biết cái mày còn không nữa chị ơi. Thấy hết teo rồi, không biết còn không nữa. Ba tám hả? Chị ưng mày gì? Còn may nào lấy may đó nha. Ây dồi, nó nói gì dở có hạch gì bung lão em, bung lão bao lũng em. Bao lũng. Bao lũng em, bao lũng bung lão, bao lũng em, bao lũng em ơi. Chia sẻ like giùm em nha, đừng giúp nào đâu. Đúng rồi. Giúp lao, bây giờ em lên cho mấy chị cái bảng giúp lao này trước này. Xeo rỉ sạch sạch sàn luôn. Này mấy chị coi nè, giúp lao này. Giúp lao này bị rỉ sai. Này mấy chị, giúp lao này đang xeo này. Chị Nguyên Hoàng là sa ba tám màu nào cũng được ha, giúp may sa ba tám màu nào cũng được nha chị nha. Tại vì không biết sợ người ta còn hàng không á. Cho nên là còn màu nào em lấy cho chị màu đó mà chị thích màu nào nhất. Chị thích màu nào nhất? Nếu mà không có màu đỏ em lấy màu khác. Nếu mà có màu đỏ em lấy màu đỏ. Không em ơi, quần quần đang mặc là chị mua thôi. Chị mua chị mặc thôi chứ chị không có bán. Rồi nha mấy chị ơi, nè giúp giúp Lào nha mấy chị nha, giúp Lào đẹp lắm. Giúp Lào nha mấy chị nha. Dính màu gì nữa không?
màu trắng nữa. Rồi mấy chị ơi lên nha mấy chị nha. Có gì gì giúp Nam đúc nguyên khối thì không có, nó có cài cúc à. Nó có cài cúc thì có. Ví dụ như cái đôi này nè là nó nguyên quai luôn, ở phía dưới nó có cài cúc. Đó, có cài cúc thì được. Chứ nó không có dán, nó không có dán ha. Ngang đây là nó đúc nguyên khối luôn. Cái này nó làm nguyên khối luôn. Cái này chỗ phần da này nó may nguyên khối luôn. Ưu tiên màu hồng, nếu không có màu hồng mà lấy màu khác ha. Này mấy chị ơi, giúp Lào nè. Đế cao 3 phân. Nha mấy chị nha, đôi này bán lẻ ra thường là 60.000 một đôi nha mấy chị. Hôm nay chị nào lấy, người ta đang sale nè mấy chị ơi, còn 29.000 một đôi. Dưới giá mà em mua hồi trước kia rất là nhiều luôn mấy chị. Giá bình thường em mua của nó là 35.000. 35 tới 37 mấy chị. Bữa nay nó còn 29.000 à. Chị nào lấy lên nhìn chị em nha. Có em bữa nay chia sẻ ra nhiều các tặng quà nha, đợi chị chút xíu ha. Bữa nay chia sẻ ra nhiều các tặng quà. Nè mấy chị, cái này là màu đen, từ màu đen 36 và 7 38 thôi. Màu xanh 36 và 7 38, xanh ngọc, à xanh dương đó. Xanh dương. Rồi xanh ngọc cũng 36 và 7 38 luôn. Màu vàng cũng 36 và 7 38 luôn. Rồi màu đỏ cũng 36 và 7 38 luôn. Nha mấy chị, nhưng mà cái size nó hơi nhỏ, mấy chị phải tăng lên một size giùm em. Ví dụ mang 35 thì comment 36, mà mang 36 comment 37, mà mang 37 thì comment 38, nó chỉ có nhiêu size đó thôi. Nha mấy chị nha. Rồi màu đỏ. Ồ, bữa nay rẻ lắm. Có 29.000 một đôi mà được cho chọn màu luôn. Chị nội ơi người lấy nha. Có 29.000 một đôi thôi. Màu này là màu đỏ, màu xanh ngọc, màu xanh dương và màu đen. 29.000 một đôi. Nha mấy chị nha. 10 đôi 36 đủ màu hả? Rồi ok luôn, 29.000. Bán rẻ lấy tương tác, em nói thiệt mấy chị nha. Cái này là mấy chị nào mà mua rồi là bảo đảm mấy chị thích liền luôn á. Tại vì mang nó rất là êm và rất là khỏe cái chân. Ví dụ như này mấy chị coi em này. Ha. Ví dụ mấy chị mà mang 35 á thì comment 36, mà mang 36 thì comment 37, mà mang 37 thì comment 38. Mấy chị nhớ tăng lên một size để mới vừa với chân của mình, tại vì em cái này size nó hơi nhỏ cho nên là mấy chị phải tăng lên một size ha. Nhưng mấy chị nha, rẻ lắm, thực sự rất là rẻ luôn. Chị nội ơn thì ghi giùm chị em giúp Lào kèm màu kèm size. Giúp Lào kèm màu kèm size giùm chị em nha mấy chị nha. Ơn màu nào lên màu đỏ giùm chị em luôn. Nhưng mấy chị từ 36 37 38, nhưng mà mang 35 thì comment 36, mà mang 36 comment 37, mà mang 37 comment 38 giùm chị em ha. Xanh dương với đen 37 và 38. Vậy là cái màu nào 37, màu nào 38 gái, hay là 4 đôi, hay là 2 đôi em. Ví dụ như xanh dương 37, màu đen 38 chẳng hạn, thì em phải ghi kỹ giùm chị chút xíu nha. Rồi này mấy chị, đây xanh ngọc ha. Đó, rồi có 29.000 đôi à, rẻ lắm. Mấy chế mang trong nhà cũng được, mấy chế mang đi ra chợ, đi chợ, đi búa, đi chơi, đi uống cà phê cũng được. Mấy chế đi chơi, đi du lịch đem theo để mấy chị mang á. Nó vừa êm cái chân, nó vừa khỏe cái chân, mà đặc biệt là nó đế cao 3 phân, nó sạch cái chân của mình lắm. Nó không có giống như dòng bệt. Bệt mấy chị mang vô là bụi bặm rồi nó bám vô chân ha. Nhưng mà cái dòng này cao thì mấy chị bụi nó không có bám tới cái móng chân của mình. Cho nên là mấy chị mang nó rất là sạch sẽ cái chân của mình ha. Đi chơi biển thì càng cần phải có luôn. Ở công ty mấy chị đem theo một đôi hai đôi, tới công ty mấy chị tháo giày cao gót ra, mấy chị mang mấy cái đôi này, mấy chị đi tới đi lui, đi tới đi lui, phái lắm mấy chị ha. Nó vừa sạch sẽ, nó vừa gọn gàng, mà nó vừa không có bị mệt, mà nó rất là dễ chịu luôn. 29.000 chị mà bữa nay cho chọn màu rồi mấy chị ơi. Bữa nay cho chọn màu luôn. Mấy hôm là cái 35.000 đã không cho chọn màu rồi. Tại vì 35.000 mấy hôm là dưới giá vốn nó không có cho chọn màu. Mà hôm nay á mấy chị biết sao, kho nó cho chọn luôn. Cho nên em cho mấy chị chọn luôn. 29.000 một đôi, ân nào lấy đó. Nhưng mà cái size nó hơi nhỏ cho nên mấy chị phải tăng lên một size giùm em. Ví dụ bình thường mấy chị mang 35 á thì mấy chị comment 36, mà mang 36 mấy chị comment 37, mà mang 37 thì phải comment 38. Nhưng mấy chị nha, nhớ tăng lên một size để cho nó vừa với cái chân của mình, chứ không là nó sẽ bị chặt. Nhưng mấy chị chỉ cho nữ không cho nam, nam mang vô dúng bờ đê lắm nha mấy chị. Cho nên chị cho nữ ha. Nhưng mấy chị nha, đế cao 3 phân, tại vì đế bệt á thì nam nữ, nhưng mà cái đế cao này chị cho nữ không có cho nam. Nhưng mấy chị thử mang đi, em bảo đảm mấy chị cái chân mình cưng lắm. Cho nên là lâu lắm lắm rồi mấy chị cứ hay hỏi em là Thủy ơi, giúp Lào còn không, giúp Lào còn không để chị mua. Nhưng mà họ ít khi lấy lắm mấy chị à, tại vì họ bán rẻ quá. Rồi thứ nhất, thứ hai nữa này mấy chị, mà hôm nay sale còn có 29.000 à. Cái ưng thì lên giùm em ha. Rồi ok mấy chị, ghi giùm cho em nha. Xanh ngọc này, xanh dương này, màu đỏ. Màu đỏ nha mấy chị, màu đỏ nữa nha mấy chị nha. Màu đỏ giúp giùm em một nút chia sẻ like nha mấy chị ơi, giúp giùm em một nút chia sẻ like nha. Chua cái màu đỏ này đẹp quá ha. Màu đỏ nữa nha. Rồi màu đen, màu đen nữa nè mấy chị, màu đen đây, màu đen nha mấy chị nha. Rồi màu vàng, chị nào ưng màu vàng lên chị em màu vàng luôn, màu vàng luôn nha mấy chị nha. Màu vàng ha. Rồi màu đen, màu vàng, màu đen,
Rồi màu đỏ, màu vàng, màu đen, màu đỏ. Rồi màu xanh dương, màu xanh dương. Đó, màu xanh dương. Rồi cuối cùng là màu xanh ngọc. Chị nào ưng lên giùm cho em 36, 37, 38. Nhưng mà mang 35 thì comment 36, mang 36 thì comment 37, mang 37 thì comment 38 giùm cho em. Nhớ tăng lên một size nha mấy chị nha. Nhớ tăng lên một size giùm cho em ha. Rồi chị nào lấy lên đơn giùm cho em giúp Lào kèm màu kèm size, giúp Lào kèm màu kèm size giùm cho em ha. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Chị nào lấy lên đơn giùm cho em nha mấy chị nha, gửi cho em giúp Lào kèm màu kèm size. Giúp Lào kèm màu kèm size giùm cho em ha. Không có khẩu trang KF94 em ơi, chỉ có khẩu trang 3D thôi. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Nha mấy chị nào lấy lên đơn giùm cho em ha. Gửi cho em là giúp Lào kèm màu kèm size ha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em. Rồi nha mấy chị nha, nhớ phải tăng lên một size nha mấy chị không tăng size là mang nó bị chật á nha mấy chị nha, mang nó bị chật ha. Rồi bây giờ này mấy chị, em lên cho mấy chị cái mã sale sandal này nó còn size như vậy ta. Sandal mấy chị biết sao, cái sandal mã này nè mấy chị, sandal mã này nè, sandal mã này nè mấy chị ơi, này bữa nay mấy chị biết nó sale bao nhiêu không? Mấy chị biết sale bao nhiêu mấy chị? Một đôi như thế này mấy hôm em bán mấy chị là cái lúc đầu á nha, người ta bán 220 lần, em gom mấy chị có 145.000 à. Mấy chị biết hôm nay người ta sale bao nhiêu không? Bữa nay sale còn 87.000 một đôi, nhưng mà nó lẻ size trơn rồi. Mấy chị nào ưng thì lấy ha. Ủa coi thử đi, coi thử cái mã sandal này còn size nhiêu. Này mấy chị, sandal đâu em còn không biết người ta còn size nhiêu, hình như 37, 38, 39, 40. 87.000 một đôi không lấy nữa uổng lắm mấy chị ơi. Nha mấy chị nha, hết rồi là người ta ngưng lại, người ta không có còn ra nữa, cho nên là người ta xả lỗ luôn, để bỏ mẫu mỗi mấy chị, để bỏ mẫu, cho nên là mấy chị nào lấy thì lên giùm chim ha. Đây màu đen chỉ còn size 40 thôi. Màu xanh rêu 37, 39, 40. Nha mấy chị nha. Màu hồng 37, 38, 39, 40 chỉ có 87.000 à. Ô mấy chị ơi rẻ quá trời luôn á, 87.000. Chị nào lấy lên giùm chim ha. Ghi giùm chị em nha mấy chị nha. Sandal kèm màu kèm size, sandal màu hồng 37, 38, 39, 40. Nha mấy chị, màu nâu 37, 38, 39, 40. Màu xanh rêu 37, 39, 40, không có 38 luôn. Rồi màu đen chỉ có 40 thôi, 87 ngàn một đôi. Nếu mấy chế mang vô mà không im cái chân của mấy chị em cho trả hàng. Hàng nó có gắn cúc này mọi người. Mấy chị coi giùm em nè, hàng nó có gắn cúc nha mấy chị nha. Hàng nó có gắn cúc hết nha mấy chị. Bây giờ còn có 87 ngàn rồi mọi người, 87 ngàn là rẻ lắm luôn á mấy chị. Một đôi sandal như thế này còn 87 ngàn. Trời ơi rẻ quá trời luôn. Mang xuống cái chân lắm nha mấy chị nha. Cho gái chị chứ không có cho trai nha mọi người. Nè hơi bị đẹp luôn nha, hơi bị đẹp luôn. Thiệt sự luôn, rất là đẹp luôn mấy chị. Mà giờ 87 ngàn à. Chị nào lấy lên giùm cho em ha. Cái chân chị nào bị rưỡi mấy chị nhớ làm tròn nha. Ví dụ như 36 rưỡi mấy chị lấy luôn 37, mà 37 rưỡi lấy luôn 38, mà 38 rưỡi lấy luôn 39 nha mấy chị. Có nghĩa chân chị nào hơi tròn, hơi mập, hơi ú thì mấy chị làm tròn lên. Ví dụ thủy ơi chân chị 38 hơi ú, lấy luôn 39 cho em. 39 hơi ú, lấy luôn 40 cho em nha. Sandal màu đen chỉ còn size 40, 87 ngàn. Sandal xanh rêu đen 40 rồi nè mấy chị. Nâu nè, trời ơi còn có mấy đôi mấy chị à. Nâu nè mấy chị, người ta còn ít lắm nha mọi người. Nè nâu á thì 37, ôi gần hết rồi mấy chị. Nâu nâu đây, nâu nè mấy chị 37, 39, 40 rồi mấy chị. Nâu trời cũng chỉ còn 37, 39, 40 à. Rồi hồng, hồng nè mấy chị. Hồng cũng gần hết rồi mấy chị. Hồng nó còn đều sai nhưng mà gần hết rồi. 37, 38, 39, 40. Hồng 37, 38, 39, 40. Nâu 37, 39, 40. Xanh rêu 37, 39, 40. 37, 39, 40. Đúng rồi. Mấy chị thấy không? Trời ơi hết rồi, cho nên là người ta xả rỉ sai mấy chị. Hốt liền với mọi người ơi, rỉ mà đẹp nữa có 87 ngàn à. Nha mấy chị nha, có 87 ngàn rồi mấy chị. Xanh rêu 37, ok chị. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy giùm em. Rồi gần hết nữa rồi mấy chị ơi. Mấy chị nào ưng lên giùm chị em nha. Chân chị nào bị rủi nhớ làm tròn lên ha. Này mấy chị đẹp lắm nha mấy chị. Nếu mấy chân chị nào có bị rủi, có nghĩa là cái bàn chân nó hơi mập hơi ú á, thì mấy chị làm tròn lên. Còn nếu không thì đúng size nha mấy chị nha, còn không bình thường á. Rồi mấy chị nha, thì mấy chị cứ lấy đúng size giùm chị em là được ha. Sandal hồng 37 có luôn. Rồi nha mấy chị nha. Sandal không chị, cái này là cho nữ chứ không có cho nam. Sandal xanh rêu là 37, 39, 40. Rồi màu nâu 37, 39, 40. Rồi màu hồng 37, 38, 39, 40. Màu hồng thì còn được 37, 38, 39, 40 nha. Rồi màu đen là 40 thôi.
Màu đen 40. Con này có bị lộn không? Ủa nè, ủa có bị lộn không vậy? Con này. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Rồi nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nha. Sandan hồng 37 38 19 40. Sandan sandan xanh rêu 37 39 40. Sandan nâu 37 39 40. Nha mấy chị. Đen là chỉ có 40 thôi, 87.000 đôi. Nha mấy chị nha, 87.000 đôi, chị nào lấy lên giùm chị em 87.000 một đôi nha mấy chị, 87.000. Chấm bài tương tác giùm chị em nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nha, chấm bài tương tác giùm em nha mấy chị, chấm bài tương tác giùm em ạ. Nha mấy chị nha. Chấm bài tương tác giùm em nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Nha mấy chị, màu hồng 37 38 39 40. Màu đen chỉ size 40. Màu nâu 37 39 40. Màu xanh rêu 37 39 40. Rồi nha mấy chị, 87.000 đôi. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Chị nào lấy lên giùm chị em nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm chị em ha. Rồi nha mấy chị. Rồi nha mấy chị nào lấy giùm em. Còn zip Lào thì mấy chị phải ghi chị em chữ zip Lào. Zip Lào thì 29.000 đôi à. Các chị nào lấy lên giùm em. Nhưng mà cái size này nó hơi nhỏ cho nên thì chị bắt buộc phải tăng lên một size mới mang vừa ha. Rồi mấy chị nha, bắt buộc phải tăng lên một size mới mang vừa. Ví dụ như bình thường mấy chị à, bình thường mấy chị mang 35 thì comment 36. Zip Lào thì có size 36, 37, 38, 39 à, 36, 37, 38. Rồi màu màu vàng 36, 37, 38. Màu xanh dương 36, 37, 38. Màu xanh ngọc 36, 37, 38. Đây, xanh ngọc 36, 37, 29.000 đôi. Rồi màu đen 36, 37, 38. Ưng nào lấy cái đó giùm chị em nha. Màu màu đen 36, 37, 38. Màu xanh ngọc 36 và 738. Màu xanh dương 36 và 738. Màu vàng 36 và 738. Màu đỏ 36 và 738. 29.000 một đôi. Nhưng mà mấy chị nhớ tăng lên một size giùm em. Ví dụ bình thường mang 35 thì comment 36, mà mang 36 comment 37, mang 37 thì comment size 38. Mang 38 thì phải comment size 39 đúng không? Không có size 39 cho nên tới 38 là dừng lại ha. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em. Giúp Lào màu đỏ size 36 và 738. Màu vàng 36 và 738. Màu xanh dương 36 và 738. Màu xanh ngọc 36 và 738. Màu đen 36 và 738. 29.000 đôi. Đáng vị lấy tương tác nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm em nha mấy chị nha. Giúp đám mây hả? Giúp đám mây hết rồi chị ơi. Không biết nữa. Không biết còn hàng hay không nữa chị. Để không biết hỏi thử chị ơi. Giúp đám mây hỏi thử ạ. Đây nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm em ạ. Nha mấy chị. Giúp Lào rồi ok mấy chị. Nãy người ta không biết còn hàng hay không nha chị nha. Rồi chị nào lấy lên giùm em ạ. Chị nào lấy lên giùm em ạ. Giúp xanh ngọc. Giúp Lào. Mấy chị phải ghi giùm em chữ giúp Lào nha mấy chị nha. Mấy chị phải ghi giùm em chữ giúp Lào. Cái này là cái gì? Cờ rốt hả? Cờ rốt hả? Cái quần què gì biết không? Này mấy chị, cái này là cái gì ta? Này mấy chị, đôi này kêu là gì? À, cái này em có màu đen với màu trắng. Em có hai màu, màu đen với màu trắng. Kêu gì? Kêu mẹ gì quá nữa. Rồi nha mấy chị nha. Giúp bé gái đi. Rồi mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nha, giúp bé gái. Giúp bé gái trắng, giúp bé gái đen. Giúp gì trời, giúp bé hả? À, kỳ quá. Nói giúp gì mấy mẹ. Mệt ghê không à. Cái này nha mấy chị nha, mình đẩy lên mình mang như sandal, mình đẩy xuống thì mấy chị. Cái này kêu giúp gì mấy bà nói giùm em coi giúp gì. Cà rốt hả? Cà rốt hả? Giúp gì? Trời ơi nó thiệt luôn á. Rồi mấy chị nha. Kêu giúp gì mấy chị? Rồi mấy chị nha, giúp gì? Giúp gì, giúp gì? Trời ơi, giúp bé đi. Không, cà rốt hả? Cà rốt hả? Cà rốt hả? Cà rốt hả? Cà rốt trắng, cà rốt đen đi. Cà rốt, củ rốt cũng được nữa. Nói chung là thôi nói mệt mệt đó mấy chị ơi. Mềm ghê, mềm luôn. À giúp rọ đi. Ồ đúng rồi, rọ trắng rồi em. Mấy cái tên nhưng mà nó quê, tao nói. Nó quê. Chị Vũ lên nhập ban Hà rồi. Ban Hà đâu không ai xuất hiện mấy cái tên như vậy chị. Cà rốt, biết lên cà rốt là giúp rọ đi. Thôi giúp rọ đi cho nó nha. Rọ trắng và rọ đen.
Em có size là 36, 38, 40 nha mấy chị nha. Rõ trắng, rõ đen, đôi này người ta xách tay về đúng 180. Em bán với chị 97 ngàn. Người chị em rõ trắng hoặc rõ đen, nó mềm lũng luôn mấy bà. Không, dép rõ đi cho nó nhanh mấy bà dễ ghi nữa. Người chị em dép rõ trắng hoặc dép rõ đen, dép rõ trắng, dép rõ đen 97 ngàn một đôi. Chị nó ơn ghi dùm cho em dép rõ nha. Rõ trắng, dép rõ đen 97 ngàn một đôi nha mấy chị nha. Dép rõ, chị nó ơn dép rõ lên cho em dép rõ ha. 97 ngàn à mấy chị, mềm lắm, mềm cực kỳ luôn nha, mềm lắm, mềm ơi là mềm luôn, cho nên mấy chị mang là y bài luôn nha, không có sợ bị đau chân ha, mềm lắm luôn nha mấy chị nha, rất là mềm luôn. Chị nó ơn ghi giùm em ạ, 36, 38, 40 nha mấy chị nha, 37 rưỡi thì lấy luôn 38 cũng được, mà 38, 39 rưỡi thì lấy luôn 40 cũng được nha mấy chị nha. Rồi 36, 38, 40 nha mấy chị, 36, 38, 40 chị nó ơn ghi giùm cho em là rõ trắng, dép rõ trắng và dép rõ đen nha mấy chị ơi, đẹp quá, cưng quá, dép rõ nha mấy chị nha. 36, 38, 40 không có sai 37, 36, 38, 40 nếu như mà chị nào mà 37 mà dạng 37 hơi rưỡi á, thì mấy chị lấy luôn 38 cũng được nha mấy chị. Dép rõ trắng, rõ đen nha mấy chị, 87 ngang à, chị nó ơn ghi giùm cho em là dép rõ nha, quên, 97 ngang thôi nha mấy chị nha, dép rõ này, rõ đen nha mấy chị nha, rõ đen ha. Rồi mấy chị nha, rõ đen, ok mấy chị. Không có 39, trời ơi, nghe kỹ cái size đi trời. 36, 38, 40 nha mấy chị nha. Rõ 36, 38, 40. Rõ trắng 36, 38, 40. Rõ đen 36, 38, 40. Chị nào ân rõ nào lên cho em rõ đó, 36, 38, 40 nha mấy chị nha. Ân rõ nào lên cho em dép rõ nha mấy chị. Dép rõ kèm màu kèm size, dép rõ kèm màu kèm size. 36, 38, 40. 36, 38, 40. Ví dụ như 37 rưỡi thì lấy luôn 38, mà 38 rưỡi thì lấy luôn 39. Mấy chị nào mà có nhiều chị á không có thích cái sticker, mấy chị bỏ cái sticker ra nha. Tại có nhiều chị á, mấy chị là không có thích cái sticker. À, chị nào mà không thích thì mấy chị lấy ra luôn. Nè mấy chị, không có thích cái sticker thì mấy chị lấy ra luôn. Nha mấy chị nha, không thích cái sticker thì mấy chị tự lấy ra ha. Cái này mấy chị gỡ ra được nha mấy chị nha. Lên cho em cái màu nha, lên cho em cái màu. Rồi nha mấy chị nha, chị nào ơn rõ lên rõ giùm cho em ha. Rõ trắng, rõ trắng, rõ đen nha mấy chị nha, rõ trắng, rõ đen kèm màu kèm size. Mềm lắm nha mấy chị, có 97 ngàn đôi à. Có 97 ngàn đôi mấy chị ơi, mua về cho mình mang hoặc con mang nha mấy chị nha. Rõ trắng, rõ đen, rõ trắng 36, 38, 40. Rõ đen 36, 38, 40 nha mấy chị nha. Ví dụ như 39 mà 39 hơi rưỡi mấy chị lấy luôn 40 cũng được. 37 hơi rưỡi thì mấy chị lấy luôn 38 cũng được nha. Chị nó ân ghi giùm cho em ạ, rõ đen ha. Rồi rõ trắng, chị nó ân giúp rõ lên giùm em giúp rõ nha. Chị có 97 ngàn thôi nha mấy chị, 97 ngàn thôi. Dễ thương lắm nha mấy chị nha, chị có 97 ngàn à. Rồi chị nào ân lên giùm cho em giúp rõ nha mấy chị, 97 ngàn, 97 ngàn. Rõ trắng hoặc rõ đen, nhớ nha mấy chị ơi, 36, 38, 40, 36, 38, 40 nha mấy chị, 36, 38, 40 ha, 36, 38, 40. Rồi chị nào ân giúp rõ lên giùm cho em giúp rõ nha, 36, 38, 40. Chị nào ân lên giùm cho em ạ, đưa giúp chị hát đi. Rồi nha mấy chị nào ân giúp rõ lên giùm cho em giúp rõ ha, giúp rõ nha mấy chị, giúp rõ giùm cho em. Rồi nè mấy chị, dép chữ H này đẹp lắm, chữ H màu xanh rêu, em có size là từ 35 cho tới 39, chỉ có 138 ngàn, ôi lộn, 129 ngàn à. Nha mấy chị, đây là dép chữ H nha mấy chị nha, dép chữ H này đẹp lắm, 35 cho tới 39, 129 ngàn. Dép chữ H màu xanh rêu, rồi dép chữ H màu cam nha mấy chị, dép chữ H màu cam từ 35 cho tới 39 luôn, dép chữ H màu đen từ 35 cho tới 39 luôn, 129 ngàn. Chị nó ân lên giùm cho em ạ, chữ H màu đen, chữ H màu cam, chữ H màu xanh rêu, đúng không? Ở thử còn đủ sao. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Chữ H màu xanh rêu từ 35 cho tới 39 có 129 ngàn à. Đế cao 4 phân luôn. Đẹp lắm nha mấy chị nha, đế cao 4 phân luôn. Rất là êm chân, hỏng êm chân, em cho mấy chị trả hàng nha. Dòng này mang sướng cái chân lắm mấy chị, mang sướng mà đẹp cái chân lắm. Chữ H màu xanh rêu từ 35 cho tới 40. Đó lộn, 39 thôi mấy chị. Chữ H màu đen từ 35 cho tới 39 luôn. Chữ H màu cam cũng từ 35 cho tới 39 luôn, 129 ngàn. Chị nào lại lên giùm chị em, 129 ngàn thôi nha mấy chị, có 129 ngàn thôi. Mà mang êm dạ mang luôn nha mấy chị nha, mang êm lắm luôn á mọi người, mang êm lắm. Chị nào lại ghi giùm chị em dép chữ H kèm màu kèm size, dép chữ H kèm màu kèm size giùm em, 129 ngàn. Êm lắm nha mấy chị nha, êm cực kỳ luôn ha, em cực kỳ. Chữ H màu xanh rêu này, chữ H màu đen này, chữ H màu cam này nha mấy chị, từ 36 cho tới 39, 129 ngàn nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm cho em nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ạ. À từ 35 nha mấy chị nha,
từ 35 cho tới 39 giùm chị em ha. Từ 35 cho tới 39 giùm mấy chị 129 ngàn. Chị nào lấy chữ H lên giùm chị em chữ H nha. Từ 35 cho tới 39 129 ngàn. Từ 35 cho tới 39 giùm mấy chị 129 ngàn. Rồi, chị nào ưng chữ H lên giùm chị em chữ H ha. Chữ H nha mấy chị nha, chữ H lên giùm chị em chữ H ha. Đưa cho mẹ về lười. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Chị nào lấy lên giùm chị em ha. Rồi, em lên tiếp cho mấy chị cái mã giày lùi này nha mấy chị nha. Mã giày lùi. Giày lùi đẹp lắm, mấy chị coi giùm em nè, thấy chưa? Giày lùi ở bên này người ta bán không có dưới giá 200 bạc một đôi đâu nha mấy chị. Giày lùi mấy chị, ủa? Giày lùi này mấy chị ơi. Giày lùi nha, giày lùi mã 7, ủa? Giày lùi mã 7 nè. Giày lùi mã 7 nè. Dây lùi mã 7 nha mấy chị, màu xám em có size là từ 36 cho tới 40. Từ 36 cho tới 40, giá của nó 100. Này mấy chị, đẹp lắm. Đây này mấy chị ơi, đẹp lắm nha mấy chị nha. Giá của nó 119 ngàn. Rất là đẹp. Nha mấy chị, êm lắm, rất là êm chân luôn. Không êm chân em cho mấy chị trả hàng ha. Từ 36 cho tới 40 nha. Ghi cho em là giày lùi màu xám ha. Giày lùi màu xám. Rồi giày lùi này là màu kem bao đẹp luôn. Từ 36 cho tới 40 luôn. 119 ngàn. Có 119 ngàn thôi mấy chị. Rồi giày lùi màu đen cũng từ 36 cho tới 40 luôn. Giày lùi màu đen cũng từ 36 cho tới 40 luôn. Cũng có giá đi êm quá. 119 ngàn. Chị nào ưng mã giày lùi lên cho em mã giày lùi. Mấy chị nhận hàng xong bà nào cũng thái cũng hiền hết trơn ấy. Các bạn nhận hàng xong các bạn kêu Thủy ơi giày lùi đẹp lắm. Giày lùi này là giày lùi mã 7 giùm cho em nha mấy chị nha. Mang êm chân lắm, không êm chân em cho mấy chị trả hàng. Giày rất là êm chân luôn. Giày lùi mã 7 màu đen từ 36 cho tới 40. Giày lùi mã 7 màu kem từ 36 cho tới 40 luôn. Giày lùi mã 7 màu xám cũng từ 36 cho tới 40. Có 119 ngàn thôi nha mấy chị nha. 119 ngàn à. 119 ngàn là rẻ lắm luôn á mọi người. Có 119 ngàn. Chị nào lấy giày lùi lên giùm chị em giày lùi nha. Giày lùi mã 7 màu xám từ 36 cho tới 40. Giày lùi mã 7 màu kem từ 36 cho tới 40. Giày lùi mã 7 màu đen từ 36 cho tới 40. 119 ngàn nha mấy chị. Rẻ lắm, chưa tới 120 nữa mấy chị ha. Mã hở cái này mấy chị mà qua Thái mấy chị đi du lịch đi, mấy chị mua cái đôi này không dưới 200 bạc đâu mấy chị. Không bao giờ dưới 200 bạc, tại bên Thái khách du lịch người ta rất là thích. Rất là thích mang những cái kiểu giày lùi như thế này. Bởi vì mấy chị biết sao, nhanh gọn lẹ, người ta sọt cái chân vô là người ta mang được liền. Không có cần là phải thắt dây, thắt bọng, thắt ơ, thắt yết gì hết. Chỉ cần sọt cái chân vô là mang liền. Cho nên thường là những mã giày này được khách du lịch người ta chọn rất là nhiều. Cho nên mấy chị, nếu mấy chị mua cái đôi này tại Thái Lan mà mua được 200 bạc một đôi, em tặng không cho mấy chị đôi giày luôn á. Tại vì mấy chị biết sao không, là trừ trường hợp mấy chị gom hàng tại kho, tại chỗ tổng nó phân phối ra thì nó còn đỡ nha mấy chị. Ha, chứ còn nếu như mà mình mà mua tại những cái cửa hàng mà mình đi chung chỗ du lịch đó là rất là cao tiền. Nhưng mấy chị, ân màu nào lên cho em màu đỏ ha. Gửi cho em giày lùi nha mấy chị nha. Giày lùi mã 7 màu đen, giày lùi mã 7 màu xám, giày lùi mã 7 màu kem từ 36 cho tới 40, 119 ngàn, chưa tới 120 nữa trời. Rồi nhưng mấy chị nào ân giày lùi lên giùm cho em giày lùi nha. Kèm màu kèm size giùm em nha mấy chị, kèm màu kèm size giùm em ha. Đẹp lắm nha mấy chị nha. Kèm màu kèm size, cầm màu kèm size giùm cho em. 119 ngàn thôi nha mấy chị, 119 ngàn ạ. 119 ngàn thôi nha mấy chị nha. Rồi vừa rẻ lại vừa đẹp nữa nha mấy chị, vừa rẻ lại vừa đẹp nữa ha. Rồi nha mấy chị ơi, chia sẻ like chấm bài tương tác giùm em với nha mấy chị. Chia sẻ like chấm bài tương tác giùm em với nha mọi người ơi. Hôm nay chia sẻ like chấm bài tương tác em tặng gì ta? Em tặng cho 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất. 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất nha. Tặng cho 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất. Tặng gì đây ta? Tặng cái gì đây ta? Rồi nha mấy chị nha. Hôm nay là 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất. 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất nha mấy chị nha. 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất hả? Đâu coi thử ta. Năm chị có được chia sẻ lo nhiều nhất. Rồi mấy chị ơi, từ từ. Tao coi thử tặng cái nào, tôi tặng tại tao món đã tặng rồi.
NY đi. Thôi tặng cái đôi Gucci kia đi, Gucci đi, Gucci được này. Này, 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất, em tặng mỗi chị một cái đôi dép Gucci siêu đẹp luôn. Cho 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất nha. Mỗi chị một đôi cho 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất. Quy đổ dép giày lên màu giùm em nha. Quy đổ giày lên màu, giày lười ok mấy chị, giày lười, giày lười. Giày lười ok mấy chị, giày lười bán rẻ quá trời luôn. Rồi nha mấy chị nha, đây. À, 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất em tặng mỗi chị một đôi giày Gucci, đôi dép Gucci nha mấy chị, cho 5 chị ghi chú lại. 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất em tặng mỗi chị một đôi dép Gucci, cho 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất nha. 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất nha mấy chị nha. Chị nào nếu được thì giúp giùm em một nút chia sẻ like nha mấy chị nha. Một lần trang cá nhân, còn lại hội nhóm giùm em ha. Nói chung là rất là dễ trúng không mấy chị ha. Rồi nha mấy chị nha, em lên cho mấy chị cái dép của hãng Monica. Này mấy chị, đôi này nè mấy chị, đôi này dép của hãng Monica nè. Hàng này là... trời ơi kinh chưa. Cái này là đợt này nó tăng lên tới 290 mấy ngàn. 295 bạc một đôi luôn nè mấy chị thấy chưa? 295 bạc một đôi lận. Mấy chị thấy không? Bữa nay đắt ghê luôn á mấy chị. Bữa nay cái giá bán lẻ ngoài thị trường đắt lắm. Hôm nay chị nào lấy em bán mấy chị giá sale đôi này. Này mấy chị vừa bán vừa tặng nha. Em bao giá mấy chị từ Việt Nam tới Thái Lan mà bao chỗ khách bán lẻ thôi nha mấy chị nha. Khách sỉ thì em không bao nha. Tại vì sỉ mấy chị mua trúng cái chỗ như chỗ em đang mua thì không nói. Đây đôi này nha mấy chị nha, ghi giùm cho em dép mã C. Dép mã C màu đen, hàng của Monica. Nó bền y chang như là dòng BTS của Việt Nam mình. Mấy chị coi em này, cái quai nó có gắn cúc, mấy chị thấy chưa? Cái quai nó gắn cúc. Cái quai nó mềm ơi là mềm luôn nha mấy chị nha. Giá niêm yết của nó của hãng nó này là 295.000 một đôi. Nhưng mấy chị nó không cho mình bán quá 295.000 là tầm dưới đó, cho nên mấy chị đi khách du lịch họ cứ bán 200 bạc đôi, 200 bạc đôi. Nó kỳ sale 50%, nó sale 30-40% bán mấy chị 200 bạc đôi. 200.000 đôi, 200.000 đôi là người ta đã lời rất là nhiều rồi nha mấy chị. Hôm nay nha mấy chị nha. Còn nha chị Duyên Phạm ơi, hôm nay nha mấy chị ơi, em gom mấy chị mã hàng sale, mã này, em gom mấy chị giá sale này, mềm mà nó nhẹ xình luôn nha. Vừa nhẹ, vừa êm, vừa mềm, vừa đã, vừa sướng cái chân, hổng sướng cái chân, hổng êm, hổng mềm, hổng sướng, hổng đã, hổng tốt, hổng ok, hổng này, hổng kia khác nọ. Em cho mấy chị trả hàng, đế thì chống trơn, chống trượt dùm cho em. Một đôi như thế này, hôm nay em vừa bán vừa tặng mấy chị 99 ngàn. Chị nào lấy ghi dùm cho em nha mấy chị nha. Hàng của hãng Monica dùm cho em nha. Đây giày dép của nó là nó dập logo của nó hết. Đây của hãng Monica luôn nha mấy chị. Hàng của nó dập hết nha mấy chị nha. Tất cả cái logo của nó và giá niêm yết của nó luôn ở đây luôn. Cho nên là những cái mã này người ta bán khách du lịch mấy chị, người ta bán rất là đã mấy chị. Đợt này nó tăng lên tới 295, mấy hôm là 199 thôi, bữa nay là 295 lận nha mấy chị nha. Hay là cái đôi này nó tốt hơn không biết nữa mà nó mềm lắm. Nó mềm hơn những đôi kia luôn nha. Nó mềm hơn những cái đôi khác rất là nhiều luôn mấy chị. Này mấy chị coi giùm em còn cái quai này. Mấy chị coi giùm em này, thấy chưa? Đã lắm. Em vừa bán vừa tặng mấy chị 99 nha. Chị nào lấy ghi cho em là dép mã C màu đen từ size là 37 cho tới 40. Dép mã C màu đen từ 37 cho tới 40. 99 nha. Chị nào ân lên giùm em ạ. Dép mã C màu đen nè. Dép mã C màu xám giùm cho em. Trời ơi đẹp lắm nha mấy chị nha. Dép mã C ghi cho em dép mã C 99 ngàn một đôi thôi, mềm lắm. Dép mã C cho chị ơi, chưa có cái mã kìa. Dép mã C màu xám từ 37 cho tới 90, từ 37 cho tới 40, 99 ngàn nha mấy chị nha. Rồi dép mã C màu hồng. Trời ơi coi này mọi người, đẹp quá. Rất là đẹp luôn nha mấy chị nha. Còn màu hồng nữa nè mấy chị, mã C màu hồng cũng từ 37 cho tới 40 nha mấy chị. Cái quai nó mềm, cái đế nó mềm, cái chân nó êm cực kỳ luôn mà chỉ có 99 ngàn à. Chị nó ơn ghi dùm cho em dép mã C kèm màu kèm size, dép mã C màu hồng từ 36 cho tới 40, dép mã C màu xám từ 36 cho tới 40, từ 37 cho tới 40 đó nha mấy chị nha. Đẹp quá nha mấy chị nha. Màu xám này từ 37 cho tới 40 luôn. Dép mã C màu đen cũng từ 37 cho tới 40, 99 ngàn nha mấy chị. Cái quai nó đẹp, nó mềm mà phải nói là nó rất là mềm luôn nha mấy chị nha. Mà nó êm lắm mấy chị coi này. Cái quai cái đế này mấy chị nó mềm lắm.
nó êm kinh khủng luôn nha mọi người, nó êm lắm. Chị nào ưng á lên giùm chị em ha. Cái này là hàng của hãng giùm chị em nha mấy chị, hãng của Monica, giống như là Bitic của Việt Nam mình vậy á, giống như là Bitic của Việt Nam mình. Mấy chị coi giùm em này, thấy không, nó có giá niêm yết luôn nha mấy chị, có giá niêm yết luôn nha mấy chị nha, có dập logo trên mỗi cái chiếc giày dép của nó luôn nha mấy chị, do nó là của hãng cho nên là nó làm rất là kỹ ha. Rồi nha mấy chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Ghi chị em là dép mã C kèm màu kèm size, mã C màu xám từ 37 cho tới 40, mã C màu đen từ 37 cho tới 40, mã C màu hồng từ 37 cho tới 40, màu hồng nha mấy chị nha, từ 37 cho tới 40, chỉ có giá 99.000. Chị nào lấy lên giùm chị em nha mấy chị nha. Rồi mấy chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Cỡ tầm chiều mai chị, chiều mai là nó có rồi chị, cỡ tầm chiều mai là nó vừa tới à nha mấy chị nha, tại vì nay em đi hàng gửi hàng nhanh lắm. Rồi nha mấy chị nha, đó đẹp lắm nha mấy chị, thấy chưa, mà nghĩ đi mấy bà ơi, có 99.000 à, mang nó êm cực kỳ luôn á, mang nó êm lắm nha mấy chị. Do hàng của hãng, những ai mà mua của cái hãng Monica này rồi là mấy chị biết, tại vì cái hàng của hãng nó mà mấy chị coi nè, thấy không, do hàng của hãng nó, hãng của hãng nó là nó tốt lắm luôn nha mấy chị. Giá nó của nó là 295 bạc lần chứ đâu có ít đâu nha mấy chị nha, giá của nó 295 bạc lần chứ đâu có ít đâu mọi người. Rồi nha mấy chị nha, chị nào ân lên giùm chị em ạ. Nó màu hồng ha, màu hồng á thì 36 cho bên 37 cho tới 40, màu hồng 37 cho tới 40, dép mã C nha mấy chị, dép mã C giùm chị em. Rồi dép mã C màu đen từ 37 cho tới 40 luôn. Rồi dép mã C màu xám cũng từ 37 cho tới 40, dép mã C màu xám nha mấy chị nha, từ 37 cho tới 40 nha mấy chị nha, cũng chỉ có 99.000 à, êm lắm mấy chị coi nè, thấy chưa. Để coi nè. Rồi mấy chị cái quai nè, nó gắn cái cúc xuống này dày thôi chứ biết chừng nào mới hư. Rồi mấy chị cũng không sợ bị hở keo, hở bọng đồ gì hết trơn ha. Rồi mấy chị coi em nè, cái đế thì đế chống trơn chống trượt giùm chị em nha mấy chị. Shop kia bán 250 một đôi. Trời ơi, em nói thiệt mấy chị, khách lẻ mấy chị mà cái kiểu như là người ta không có gom được số lượng nhiều như em ấy, buộc người ta gom 5 đôi, 10 đôi, 2 30 đôi hay 100 đôi đối lại á, thì người ta gom dọc cái chỗ những cái khu mà người ta bán du lịch đó mấy chị, thì buộc phải giá đó rồi mọi người, tại vì bán ra rất là cao. Nhưng mấy chị nha, chứ còn mà bán thấp thì nó sẽ không có đủ tiền vận chuyển. Cho nên còn em á là em lấy trực tiếp tại hàng của kho luôn, của công ty luôn, cho nó phân phối vậy cho nó sẽ đỡ hơn nha mấy chị nha. Cho nó đỡ cái tiền thay vì chỗ đó nó bán ra những cái sạp đó rồi mình lại những cái sạp đó mình mua thì nó sẽ đắt hơn, thì mình trực tiếp mình tại lại kho của nó mình mua luôn thì nó sẽ rẻ hơn so với chỗ khác nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy ghi giùm chị em ạ. Ghi chị em là dép ha, kèm màu kèm size, dép mã C kèm màu kèm size, mã C màu xám từ 37 cho tới 40, mã C màu đen từ 37 cho tới 40, mã C màu hồng từ 37 cho tới 40. Em gom với chị có giá là 99.000. Chị nào ân dép mã C kèm màu kèm size, dép mã C kèm màu kèm size lên đơn. Mã C kèm màu kèm size nha mấy chị nha, êm lắm luôn á mọi người. Êm lắm, mấy bà coi cái quai nó nè. Là coi cái quai nó nè, thấy chưa? Là coi cái quai nó này. Đó cho nên là nó mềm lắm luôn nha mấy chị nha, nó mềm lắm. Nó mềm lắm mấy chị coi này, thấy không? Nó rất là mềm luôn cho nên mấy chị mang không có sợ bị đau chân. Đó mấy chị coi nè này. Thấy chưa? Nó mềm lắm luôn á mọi người, thấy không? Cho nên là rất là đã luôn, mấy chị coi cận cảnh nó nè. Cho nên khi mấy chị cầm cái đôi dép lên là mấy chị tự động mấy chị ân cái bụng liền luôn á. Cho kiểm tra hàng trước khi nhận cho nên mấy chị không có cần phải sợ là có đẹp hay không đẹp nha mấy chị nha. Coi giùm em này, thấy không? Rất là ok luôn ha. Rồi chị nào ân ghi chị em dép mã C kèm màu kèm size giùm chị em ha. Dép mã C kèm màu kèm size. Mọi người ơi, chia sẻ like giùm em với nha mấy chị nha. Chia sẻ like giùm em với mấy chị ơi. Giúp giùm em một lúc chia sẻ like nha mọi người. Chấm bài tương tác giùm em với nha mấy chị nha. Chấm bài tương tác giúp giùm em một nút chia sẻ like với nha mấy chị. Chấm bài tương tác rồi giúp giùm em một nút chia sẻ like với nha mọi người nha. Mấy chị ơi, đặt hàng á không cần em phải ok đâu mấy chị. Mấy chị đặt hàng cứ lên đơn là có thôi nha mấy chị nha. Đặt hàng lên đơn là có thôi chứ không có cần em phải ok ha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Dép mã C kèm màu kèm size, dép mã C kèm màu kèm size giùm chị em ha. Rồi nha mấy chị nào lấy lên đơn giùm chị em ạ, mã C kèm màu kèm size. Chấm bài tương tác giùm em với mấy chị ơi, tôi nói mất tương tác kinh khủng luôn mọi người. Rồi nha mấy chị nha, cái này nữa mấy chị có cái quai này, mềm ghê mềm ha. Rồi nha mấy chị, gót đen em có size từ 35 cho tới 39 nha mấy chị nha. Gót đen em có size từ 35 cho tới 39. Gót đen em có size từ 35 cho tới 39, mềm lắm, hỏng mềm hỏng lấy tiền luôn. Nha mấy chị nha, gót C cao thì cao 5 phân giùm chị em. Gót nha mấy chị, màu đen em có size từ 35 cho tới 39. Hôm nay chị nào lấy em gom thiệt mấy chị bán riết mấy chị 99.000 đi, nói vậy đi cho nó nhanh. Nha mấy chị, đôi này hồi bữa hổm em bán mấy chị 125.000.
145.000. Bữa nay em gom với chị luôn 99.000, lấy tương tác luôn. Chị nó ơn gửi cho em là gót gót nha mấy chị, gót đen mềm lắm. Cái đế bên trong này mấy chị rất là mềm luôn, cái quai nó cũng mềm nữa. Gót đen từ 35 cho tới 39 giùm chị em. Gót trắng cũng vậy nha mấy chị nha, cũng từ 35 cho tới 39. Chị nó ơn gót nào lên cho em gót đó ha. Gót trắng từ 35 cho tới 39, gót đen từ 35 cho tới 39, 99.000. Chị nó ơn lên giùm cho em nha mấy chị nha. Gửi giùm cho em là dép gót kèm màu kèm size nha mấy chị. Gót màu đen nha mấy chị, à gót màu trắng ha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy giùm em ạ. À. Gót màu đen, gót màu sạc màu trắng từ 35 cho tới 39. Nha mấy chị có 99.000. Chị nào lấy gót lên gót giùm cho em, chị có 99.000. Chị nào lấy gót lên gót giùm em, ghi chị em là dép gót đế cao 5 phân nha mọi người, đế cao 5 phân ha, đế cao 5 phân nha mấy chị nha, đế cao 5 phân. Cho nên là mấy chị mang không có sợ bị đau chân, không sợ bị đau chân nha mấy chị nha, êm lắm, mềm lắm. Rồi nha mấy chị nha, ghi giùm em là chữ gót nha. Gót màu đen từ 35 cho tới 39, gót màu trắng cũng từ 35 cho tới 39 luôn, 99.000. Chị nào ơn lên giùm cho em, 99.000 luôn nha mấy chị nha. Đẹp cực kỳ luôn nha mấy chị nha, đẹp cực kỳ luôn. Ân gót mã nào lên chị em gót mã đó ha, có 99.000 thôi nha mấy chị. Giờ bán riết rồi cái nịt nó cũng còn luôn mấy chị ơi. Mấy bữa cái đôi này bán 145.000 mà bây giờ còn có 99.000. Chị nào lấy lên giùm cho em nha, gót trắng 99.000, gót đen 99.000. Mấy chị nhìn cái form, cái mẫu mã là mấy chị biết nó đẹp rồi nha mọi người. Rất là ưng cái bụng luôn ha. Và cho kiểm tra hàng trước khi nhận nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm cho em nha mấy chị. Gửi chị em gót kèm màu kèm size 5 phân nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Gót nha mấy chị nha. Gót đen hoặc gót trắng lên giùm cho em 99.000. Rồi lên đơn giùm cho em gót ha, 99.000 nha mấy chị nha, 99.000. Chị nào lấy gót lên gót giùm cho em ạ. Gót đen hoặc gót trắng nha mấy chị, 99.000. 99.000 nha mấy chị nha, chị nào ân lên giùm chị em ạ, 99.000 ha. Ân gót đen lấy gót đen mà ân gót trắng giùm chị em 99.000. 99.000 nha mấy chị. Rồi chị nào lấy gót lên gót giùm chị em ha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Còn dép nam này chị. Dép nam như cái đôi này cũng vậy nè, êm cực kỳ luôn mấy chị ha. Cái quai nó mềm nữa. Mấy chị coi giùm em nè. Cái đế của nó là đế chống trơn, chống trượt của cái quai của nó là cái quai có gắn cúc luôn. Dép NY màu xanh và dép NY màu xám. Nha mấy chị, em có size là từ 30, em có size là từ 30, em có size là từ 35 cho tới 43 lận. Từ 35 cho tới 43. Nha mấy chị nha, từ 35 cho tới 43. Nam mang được, nữ mang được giùm cho em, trai được, gái được luôn nha mấy chị nha. Nam được, nữ được, nam được, nữ được luôn nha mấy chị. Coi này mấy chị, nó có gắn cúc hết nha mấy chị, nó có gắn cúc hết mấy chị thấy không? Nó có gắn cúc hết nhưng mấy chị nha, và êm lắm, rất là mềm luôn. Cái quai nó cũng rất là mềm luôn nha, tại cái quai da nó rất là mềm ha. Ở phía trong này nó cũng mềm luôn, tại phía trong nó có một đệm đệm nhẹ ở đây để cho mấy chị mang cho nó êm chân á. Nam được, nữ được, chồng mình mang được luôn nha mấy chị, con mình mang được luôn, miễn sao size từ 35 cho tới 43 là được. Thứ nhất này mấy chị, nữ thì mấy chị nhớ tụt lại một size, còn nam thì đúng size. Nữ bình thường mang 39 thì lấy 38 thôi, mang 38 thì lấy 37 thôi, mang 37 thì lấy 36 thôi, dành cho nữ. Còn nếu nam thì mấy chị cứ lấy đúng size giùm em, mang 39 thì lấy 39, mang 40 thì lấy 40 giùm em ha. Con trai mấy chị cũng cứ để mang đúng size nha mấy chị nha. Cái thứ ba nữa mấy chị, nó có cái tăng đơ chỗ này nè mấy chị, cái tăng đây nè mấy chị đó. Ví dụ như mấy chị muốn tăng size cho nó vừa với cái chân của mình đó, rộng chặt gì mấy chị đều tăng cái chỗ này đều được hết, rất là đẹp luôn mấy chị ha. Gửi cho em dép NY cũng vậy luôn, hồi bữa em bán mấy chị giá sale 125.000, hôm nay em sale mấy chị còn 97.000 luôn. Chị nào lại gửi cho em dép NY màu xám 97.000 từ 35 cho tới 43, nam nữ. Dép NY màu xanh từ 35 cho tới 43, 97.000 luôn, nam nữ luôn. Chị nào ân lên giùm cho em NY màu xanh từ 30, NY màu xanh từ 35 cho tới 43, NY màu xám từ 35 cho tới 43, 97.000. Chị nào ân NY lên giùm cho em NY ha. Dép NY nha mấy chị, nam đẹp nữ đẹp giùm cho em nha. Chị nào mà chưa mang mang thử đi mấy chị, bảo đảm luôn nhận hàng cho kiểm tra hàng trước khi nhận. Không đẹp em cho mấy chị trả hàng ha. Trời ơi, đôi dép nhìn vô là đẹp liền nha mấy chị. Rồi mấy chị bỏ vô mấy chị mang vô cái chân á, nhưng mấy chị nha, là cái chân tự động nó đẹp à. Cái chân của mấy chị có 66 mấy chị mang lên cũng thấy đẹp nữa mấy chị, tại vì nó rất là dễ mang ha. Chị nào lại ghi cho em là dép NY kèm màu kèm size. Lên cái màu giùm em nha chị ơi. NY xanh thì từ 35 cho tới 40, tới 43 lận. NY xám cũng từ 35 cho tới 43 luôn. Chỉ có 97.000 à. Chỉ có 97.000 thôi, chỉ có 97.000 thôi nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm chị em ha. Lên chị em dép
NY kèm màu kèm size nha mấy chị. NY kèm màu kèm size, NY xám hoặc NY xanh nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm em ạ. Đồ, tao bán xám với xanh comment nâu. Rồi lấy nâu đâu đưa vậy chị? Chị Xuân gì ơi, em bán xám với xanh rồi chị comment nâu, rồi lấy nâu đâu em đưa? À, ví dụ như em đặt có nâu đi không nói. Ừ, xám với xanh thù lù luôn, chị đặt nâu. Rồi nha mấy chị nha, màu xám rồi, ok mấy chị. Rồi chị nào lấy ghi cho em dép NY xám hoặc xanh nha mấy chị nha, xám hoặc xanh nha mấy chị. NY xanh từ 35 cho tới 43, NY xám cũng từ 35 cho tới 43. Nam được, nữ được, bé trai được, bé gái được, tất cả đều được hết. Chỉ có điều mấy chị ưng màu nào lấy màu đó, size bao nhiêu mấy chị lấy size bấy nhiêu. Nữ nhớ tuột lại một size, nam lấy đúng size. Nữ ví dụ mang 40 thì comment 39 thôi, còn nam 40 thì vẫn lấy đúng 40 dùm cho em nha mấy chị nha. Em gom mấy chị chỉ có giá 97 ngàn. Rồi chị nào lấy ghi dùm cho em là dép NY kèm màu kèm size nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nha, dép NY kèm màu kèm size nha mấy chị nha. NY kèm màu kèm size dùm ông dùm nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên dùm cho em ạ. Trời ơi đẹp lắm mọi người. Chị nào lấy NY lên dùm cho em NY nha. Rồi nha mấy chị, NY lên dùm cho em NY nha mấy chị, đẹp lắm. NY xám, NY xanh dùm cho em ạ. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên đơn dùm cho em ha. Rồi em lên tiếp cho mấy chị Sandaner, đẹp cực kỳ luôn. Sandal này được cái như này mấy chị. Mấy chị ưng mấy chị tháo cái quai này ra, mấy chị mang vô dép đẹp lắm. 36, 38, 40. Quá đẹp nha. Hoặc là ưng cái mấy chị để luôn cái quai này mấy chị mang luôn ha. Mấy chị mang như sandal cũng được, mấy chị đẩy lên như thế này cũng được luôn. Mấy chị mang như sandal cũng được, mấy chị đẩy lên như thế này cũng được luôn. Cái đôi này mấy chị gửi cho em là Sandaner nha mấy chị, Sandaner nha mấy chị nha. Sandaner đôi này người ta gom mấy chị 180 ngàn, có chỗ gom 2XX đó mấy chị. Em nó điêu mấy chị em mắc lọc luôn. Người ta gom 2XX, 2XX là 200 mấy trở lên đó mấy chị ha. Hôm nay chị nào ưng em đẩy mấy chị luôn. Còn cái giá này 99 ngàn. Chết đi thiệt luôn mấy chị ơi, lỗ sắp mặt luôn mấy chị. Rồi nha mấy chị nha, lỗ luôn cả cái tiền vận chuyển của em rồi. Tiền hàng thì không lỗ, nhưng mà lỗ tiền vận chuyển như mấy chị. Tiền công thì không còn gì nữa đâu mấy chị. Nhưng mà cái tiền vận chuyển là tại vì mấy chị biết sao, bằng giá bên này nữa là không có tiền, em chưa có cộng tiền vận chuyển vô, vận chuyển từ bên Thái về tới Việt Nam nữa mấy chị ha. Lên cho em giúp nơ này, gửi chị em xanh đan nơ, nó có nơ trắng và nó có nơ đen. Ân nơ nào lấy nơ đỏ giùm cho em nha mấy chị. Ân nơ đen lấy nơ đen, ân nơ trắng lấy nơ trắng giùm em. Ân á mấy chị gắn cái quai vô, không ân mấy chị tháo cái quai ra, mấy chị mang nhiều dép. Ân cái mấy chị tháo vô, ân mấy chị để ra, không mấy chị đẩy lên nữa, mấy chị mang như thế này cũng đẹp lắm nha mấy chị nha. Đẩy như thế này nè, em á thì em hay đẩy lên để em mang cho nó gọn, còn nhiều không á là em để em mang như sandal, còn không là em rứt ra. Nói chung á là cũng ngựa lắm, đủ thứ hết. Gửi cho em là Sandaner kèm màu kèm size nha mấy chị. Sandaner kèm màu kèm size nha mấy chị nha. Sandaner kèm màu kèm size, Sandaner đen hoặc Sandaner trắng giùm chị nha mấy chị nha. Chấm bài tương tác giùm em với mọi người ơi, cho nó đẩy comment lên giùm chị em đó nha mấy chị nha. Chấm bài tương tác giùm em với mấy chị, chấm bài lên giùm em với mấy chị ơi. Chấm bài giùm em với nha mấy chị nha. Chấm bài tương tác giùm em với mấy chị ơi. Chấm bài tương tác giùm em với mấy chị ơi. Rồi nha mấy chị nha. Chị nào ưng Sandaner lên giùm chị em Sandaner đẹp muốn chết. Chỉ có giá là 99 ngàn ạ. Trời ơi quá rẻ quá đẹp luôn mấy chị. Người ta gom đôi này toàn 2XX không trở lên. Em gom cho mấy chị đôi này còn có giờ chọn 99 ngàn à. Sandaner nha mấy chị, không có size 37 đâu. À không 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 có. À 35 37 39. Xin lỗi mọi người nha. 35 37 39 nha mấy chị. 35 37 39 ha. 35 37 39. Còn chị nào 36 rưỡi thì lấy 37. Mà 38 rưỡi thì lấy luôn 39 nha. Cái này là 35, 37, 39 dùm cho em. Sandaner, nơ trắng hoặc nơ đen 35, 37, 39 dùm cho em ạ. Sandaner trắng hoặc nơ đen 35, 37, 39 dùm cho em. Sandaner là 35, 37, 39 dùm cho em ha. Sao 35, 37, 39. Ví dụ như mà 36 rưỡi thì mấy chị lấy luôn 37 cũng được. Hoặc là 38 rưỡi thì mấy chị lấy luôn 39 cũng được ha. 35, 37, 39 nha mấy chị. 35, 37, 39 chỉ có giá 99 ngàn nha mấy chị. Ân loại nào lên dùm cho em loại đỏ ha. Gửi chị em là Sandaner trắng hoặc Sandaner đen. Ân nơ nào lên cho em nơ đỏ chỉ có 99 ngàn. Đẹp quá trời luôn mấy chị thấy chưa. Đẹp quá trời luôn, chỉ có 99 ngàn thôi nha mấy chị nha. Quá quá rẻ luôn mọi người. Quá sức rẻ luôn á. Chị nào lấy gửi chị em Sandaner kèm màu kèm size. Sandaner kèm màu kèm size nha mấy chị. 99 ngàn. Rẻ quá luôn mấy chị ơi, mà nó êm. Mấy bà coi này. Trời ơi nó êm lắm nha mấy chị nha. Cho nên là mấy chị mang nó không có bị đau chân. Sandaner trắng từ 35 cho 35 37 39.
Sandaner đen 35, 37, 39. Ví dụ như mà 36 rưỡi thì lấy luôn 37. Hoặc là 30, 38 rưỡi thì mấy chị lấy luôn 39 cũng được luôn. Có 99 ngàn à. Hai đôi chưa tới 200 ngàn, trong khi người ta bán là một đôi là 2XX. Một đôi là 2XX mấy chị. Một đôi mà 2XX là 200 mấy trở lên đó mấy chị ơi. Đắt lắm nha mấy chị nha. Rồi chị đã lấy lên giùm cho em Sandaner kèm màu kèm size. Sandaner kèm màu kèm size mang này là coi như là không sợ hở keo hở bọng gì hết trơn ha. Cái này là mấy chị không sợ hở keo đâu. Đi nó bền lắm mấy chị. Đi nó vừa êm vừa bền nữa nha mấy chị nha. Nói chung là đi cái chân nó rất là êm luôn á. 38 37 35 39 35 37 39 giùm cho em ha. Ghi giùm cho em cái size nha chị Diễm Phượng ơi. Rồi nha mấy chị nào ưng sandal lên giùm cho em sandal. Sandal lên giùm cho em sandal nha mấy chị nha. Sandal lên giùm cho em sandal ha. 35 37 39 giùm cho em ạ. Nha mấy chị. 35 37 39 nha mấy chị nha. 35 37 39 giùm em ạ. Mấy chị đặt hàng lên giùm em cái size kèm cái màu nha. Sandal 35 37 39 giùm cho em. 35 37 39 nha mấy chị nha. 35 37 39 giùm cho em ha. Rồi em lên tiếp cho mấy chị cái dép dép hoa mai. Wow đẹp chưa. Dép hoa mai ấy thì em có size là từ 36 cho tới 40, nhưng mà cái size hơi nhỏ mấy chị, tăng lên một size giùm em. Ví dụ bình thường mang 35 thì comment 36, mà mang 36 comment 37, mà mang 37 comment 38, mang 39 thì phải comment 40 nha mấy chị nha. Đây nè mấy chị, đây ha, đây nha mấy chị nha, coi giùm cho em nè mấy chị, đẹp quá nha mấy chị ơi, đây đẹp quá nè mấy chị. Cái này là dép hoa mai. Hoa mai màu kem, em có size từ 36 cho tới 40, nhớ tăng lên một size ha, chứ không là cái chân mấy chị sẽ bị chặt á. Ví dụ như mang 35 thì comment 36, mà mang 39 thì comment 40 giùm cho em. Hoa mai vàng và quên, hoa mai kem và hoa mai đen giùm cho em. Bây giờ em xả mấy chị nhanh gọn lẹ nè. Xả mấy chị để lấy tương tác nha mọi người ơi. Bán sale luôn, bán xả luôn. Thiệt người ta gom mấy chị bèo lắm, 125 tới 150, 180. Bây giờ em chơi mấy chị luôn 79 ngàn. Chị nào lấy ghê cho em dép hoa mai kèm màu kèm size. Hoa mai màu kem 79 ngàn, hoa mai màu đen 79 ngàn một đôi. Chị nào lấy lên giùm cho em dép hoa mai kèm màu kèm size. Hoa mai màu đen, hoa mai màu kem từ 37, 36 cho tới 40. Mang 35 thì comment 36, mà mang 39 thì comment 40. Nhưng mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em hoa mai kèm màu kèm size. Hoa mai màu kem, hoa mai màu đen, hoa mai màu kem, hoa mai màu đen từ 36 cho tới 40 nha mấy chị nha. Bình thường mang 35 á thì comment 36, mà mang 36 thì comment 37, mà mang 37 comment 38 giùm cho em. Chỉ có giá là 79 ngàn luôn mấy chị. Bữa nay xả luôn còn 79 ngàn luôn nha mấy chị nha. Để lấy tương tác luôn nha mọi người ơi. 79 ngàn để lấy tương tác. Lên giùm em nha. Hoa mai kem hoặc hoa mai đen. Nhưng mấy chị nhớ ghi rõ giùm em kiểu hoa mai nào nha. Cái màu kèm cái size nha mấy chị. Hoa mai màu kem, hoa mai màu đen từ 37 cho tới từ 36 cho tới 40. Nhưng mấy chị chỉ có 79 ngàn à. Chị nào lấy lên giùm cho em nha mấy chị nha. Đẹp quá trời luôn á. Bán rẻ luôn nha mấy chị nha. Để lấy tương tác luôn nha mọi người. Mất tương tác quá trời luôn mấy chị ơi. Rất là mệt luôn nha mấy chị nha. Bữa nay mất tương tác quá. Rồi chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Hoa mai kem và hoa mai đen từ 36, 37, 38, 39, 40 nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Chỉ có giá 79 ngàn. Rồi chị nào lấy hoa mai lên giùm cho em dép hoa mai nha. 79 ngàn thôi mấy chị. Nghĩ sao bán bữa nay còn 79 ngàn. Em cũng chả biết luôn mấy chị ơi. Bán bữa nay còn 79 ngàn nha mấy chị nha. Mất tương tác lắm luôn mấy chị. Bữa nay là mất tương tác kinh khủng luôn nha mọi người. Bữa nay là mất tương tác. Rất là mất tương tác luôn ha. Chị nào ưng lên giùm cho em nha mấy chị nha. Chị nào ưng ghi giùm cho em là dép hoa mai kèm màu kèm size. Dép hoa mai kèm màu kèm size giùm cho em ạ. Hoa mai kèm màu kèm size nha mấy chị nha. Hoa mai kèm màu kèm size lên đơn. Hoa mai kèm màu kèm size giùm cho em nha mấy chị. Rồi ha. Em lên cho mấy chị là dép bánh mì kẹp này. Bánh mì kẹp nội, bánh mì kẹp màu trắng, không có ghi nội nha. Bánh mì kẹp màu trắng đây, ghi cho em bánh mì kẹp màu trắng. Màu trắng em có size từ 35 cho tới 40. Bánh mì kẹp màu trắng, mấy chị ơi chấm bài tương tác giùm em với nha mọi người. Chia sẻ giúp giùm em với mấy chị ơi, một nút chia sẻ giùm em với mọi người ơi, mất tương tác quá trời luôn á. Giúp giùm em một nút chia sẻ like nha mấy chị nha, giúp giùm em nha mấy chị nha. Cà được chán luôn, ủa gì hả? Ôi em buồn quá chứ ơi, thiệt buồn, thiệt sự buồn luôn á, mất tương tác quá trời luôn. Tự nhiên họ nó mất gì mà cái kiểu như là bình thường á mình làm 10 phần, bữa nay làm được có 3 phần với chị. Trời ơi nó mất hả? Lỗ cả tiền công rồi tiền vé máy bay rồi tiền khách sạn, tiền ăn, tiền ở, và bên này cũng như mà bán điêu đứng luôn.
nhưng nó mất tương tác kinh khủng luôn á. Rồi nha mấy chị nha, chiếc bánh mì kẹp NY màu trắng nha mấy chị nha. NY màu trắng người ta gom mấy chị 200 ngàn một đôi, bữa nay em gom mấy chị 99 ngàn một đôi. Gửi giùm cho em dép NY màu trắng từ 35 cho tới 40. Dép NY màu hồng từ 35 cho tới 40. Dép NY màu kem chỉ có size 30. Lộn, xin lỗi, bánh mì kẹp nha mấy chị, bánh mì kẹp giùm cho em ha. Bánh mì kẹp màu kem size 39 40. Bánh mì kẹp màu đen 33, 35, 36 và 39, 40. Bánh mì kẹp màu đen 35, 36, 39, 40. Bánh mì kẹp màu kem chỉ có 39, 40 thôi. Bánh mì kẹp màu đen là từ 35 cho tới 40. À, màu hồng chứ, màu hồng với màu trắng là 35 cho tới 40 nha. Màu kem á là chỉ có 39 và 40 thôi. Còn màu đen á là 35, 36 và 39, 40. 99 nha, nha mấy chị nha. Vô comment không được, bị đá ra hồi hả? Trời ơi, sao kỳ vậy ta, sao kỳ vậy mấy chị? Ô, sao kỳ vậy? Trời ơi, buồn dữ vậy ông. Thiệt luôn á. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em à. Giúp bánh mì kẹp kèm màu kèm size ha. Bánh mì kẹp màu kem là 39-40. Bánh mì kẹp màu trắng là từ 35 cho tới 40. Bánh mì kẹp màu hồng từ 35 cho tới 40 luôn. Rồi, bánh mì kẹp màu đen 35-36 và 39-40. Bánh mì kẹp nha, 35-36 và 39-40. Chị nào lấy lên giùm em. Mấy chị đặt hàng cứ lên đơn là có nha mấy chị. Bánh mì kẹp màu đen là 35-36 và 39-40. Chỉ có 99 ngàn một đôi. Chị nào lấy lên giùm chị em ha. Thay vì mấy chị đi mua chỗ khác, người ta sắp tay về 200-220 ngàn một đôi. Em gom mấy chị còn có 99 ngàn à. Chị nào lấy lên giùm chị em nha. Bánh mì kẹp kèm màu kèm size nha mấy chị. Bánh mì kẹp màu hồng nè. Bánh mì kẹp màu trắng nè. Bánh mì kẹp màu hồng với màu trắng là từ 35 cho tới 40 nha mấy chị nha, đủ size nha, từ 35 cho tới 40 là đủ size. Còn màu đen á là 35, 36 và 39, 40 thôi. Còn màu kem á là chỉ có 39 và 40 thôi nha mấy chị nha, 99 nha. Chị nào ưng giúp bánh mì kẹp kèm màu kèm size lên đơn. Giúp bánh mì kẹp kèm màu kèm size lên đơn giùm em ha. Bánh mì kẹp kèm màu kèm size nha mấy chị, 99 nha. Có 99 ngàn thôi nha mấy chị nha, mang êm lắm nha mấy chị nha, mang êm cực kỳ luôn. Bánh mì kẹp màu hồng từ 35 cho tới 40. Bánh mì kẹp màu trắng từ 35 cho tới 40. Bánh mì kẹp màu kem là 35, 36 và 39, 40. Bánh mì kẹp màu đen 35, à không, màu kem thì chỉ có 39, 40 thôi nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nha, màu đen rồi ok mấy chị. Còn màu kem là chỉ có 39 và 40 thôi nha mọi người. Màu kem chỉ có 39 và 40 thôi. Màu đen á là 35, 36 và 39, 40. Màu kem á là chỉ có 39, 40 thôi. Màu hồng á là từ 35 cho tới 40. Màu trắng á là từ 35 cho tới 40 luôn. Ơn màu nào lên giùm em màu đỏ nha mấy chị. Chỉ có 99 ngàn à. 99 ngàn một đôi thôi nha mấy chị nha. Chị nào lại lên đơn giùm cho em à. Ghi cho em chữ bánh mì kẹp kèm màu kèm size ha. Bánh mì kẹp kèm màu kèm size nha mấy chị nha. Chị nào lại lên giùm chị em ha. Còn cái sandal này, bánh mì kẹp này mấy chị coi sandal này. Sandal này là đúc nguyên khối luôn nha mấy chị nha. Sandal chở neo đúc nguyên khối luôn. Sandal chở neo đúc nguyên khối luôn. Mấy chị coi nè, dễ thương lắm nha mấy chị nha. Nó có màu trắng và nó có màu đen. Này mấy chị đúc cái chân vô. Trời ơi, mang không biết cái chân nào mới hư nữa mấy chị ơi. À, sandal màu đen, sandal màu trắng giùm cho em nha. Em có hai màu. Sandal này mấy chị 79 ngàn đôi, đúc nguyên khối luôn, để mềm để dẻo, loại dẻo loại mềm nha, không phải loại cứng giùm em. Không phải cái loại mà cứng ngơ cứng ngắt luôn nha mấy chị. Nó có hai loại, một loại dẻo, một loại dẻo là loại nó tốt hơn, mềm hơn. Mấy chị tháo ra, quên mấy chị coi này, nó mềm cho dù mình đúc cái chân vô hoặc là này mấy chị coi giùm em này, thấy không? Nó mềm. Còn một loại là một loại nó rất là cứng. Nha mấy chị nha, cái loại cứng là cái loại rẻ tiền, còn cái loại mà mềm và dẻo như thế này á, là cái loại nó đắt tiền hơn. Bây giờ em bán lấy luôn tương tác mấy chị, 79 ngàn đôi. Sandal trắng, mấy chị ghi chị em là sandal, à sandal đúc màu trắng, sandal đúc màu đen. Nha mấy chị, 79 ngàn, 79 ngàn thôi nha mấy chị nha. Sandal đúc màu trắng, sandal đúc màu kem, 79 ngàn một đôi. Nha mấy chị, 79 ngàn một đôi. Ơn màu nào lên chị em màu đỏ nha. À, cái này thì cái size nó hơi nhỏ cho nên mấy chị phải tăng lên một size giùm em. Ví dụ bình thường mang 35 á, thì comment em là sandal đúc màu trắng size 36, sandal đúc màu đen 38 chẳng hạn. Có nghĩa là mình phải tăng lên một size giùm em ha. Mấy chị mà lấy đúng size là nó sẽ bị chật đó nha mấy chị nha. Nó có hai màu, chị nào ưng màu nào lên cho em màu đỏ. Nó có màu đen này từ 30, từ 35, 36, 36 cho tới 40 nha mấy chị. Màu trắng cũng từ 36 cho tới 40. Nhưng mà mấy chị nhớ tăng lên một size giùm em ha. Ví dụ bình thường mang 36 thì lấy 37, mà mang 37 thì lấy 38, mà mang 38 thì lấy 39 giùm chị em. Mấy chị còn 35 thì mấy chị lấy luôn 36 giùm em ha.
Tại vì mấy chị phải tăng lên một size thì nó mới vừa. Chứ mấy chị comment đúng size là nó sẽ bị chặt nha mấy chị nha. Gửi chị em sandal đúc màu trắng, sandal đúc màu đen nha mấy chị, nguyên khối luôn, nguyên khối luôn nha mấy chị nha. Nguyên khối luôn cho nên là mấy chị mang á sướng lắm, không có sợ bị hở keo gì hết đó. Mà mang nó êm chân lắm nha mấy chị nha, không êm chân em cho mấy chị trả hàng luôn. Sandal sandal đúc màu trắng từ 36, từ 36 cho tới 40. Sandal đúc màu đen từ 36 cho tới 40, 79 ngàn. Mấy chị nhớ kèm cái giá 79 ngàn vô giùm em nha. Chị kèm giùm em cái giá 79 ngàn. Kèm cái giá 79 ngàn nha mấy chị, kèm cái giá vô 79 ngàn giùm em ha. Nha mấy chị nha, đã lắm mấy chị ơi, mang nó êm lắm nha mọi người. Sandal đúc nha mấy chị, sandal đúc màu đen. Mấy chị nhớ tăng lên một size nha mấy chị. Em nói ví dụ như bình thường á, em mang 39 thì cái đôi này em phải mang 40 nó mới vừa này. Nhớ giùm em nữa này mấy chị, cái dòng này của em là cái dòng mềm, cái dòng dẻo nha mấy chị nha, chứ không phải cái dòng bị cứng nha mấy chị nha. Cái dòng mà bị cứng á là nó sẽ rất là cái kiểu như nó cứng, mấy chị mang nhưng mấy chị kéo cái quai này mấy chị kéo không nổi luôn á. Nhưng mà cái dòng mềm á, mấy chị mang nhưng nó rất là mềm, mấy chị cầm cái quai vô là mấy chị đã biết nó mềm rồi. Mấy chị thấy chưa? Coi này, em bóp cho mấy chị coi này, nó mềm cỡ tầm này luôn mà nó đứt nguyên khối. Nó đút nguyên khối luôn cho nên là mấy chị mua gì mình mang hoặc con mang đi học á mấy chị thì nó lại rất là bền nha mấy chị nha, bởi vì nó không có bị sợ hở keo ha, không sợ bị hở keo. Rồi nha mấy chị, ghi giùm cho em là sandal kèm màu kèm size, sandal đúc màu đen, sandal đúc màu trắng, sandal đúc màu đen, sandal đúc màu trắng 79 ngàn. Ưng màu nào lên cho em màu đỏ nha, ưng màu nào lên cho em màu đỏ ha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy giùm em, với lại nhớ tăng một size nha mấy chị nha. Mấy chị nhớ tăng size giùm cho em ha. Bình thường á là mang 35 á thì lấy 36, mà mang 36 thì lấy 37, mà mang 37 thì lấy 38, mà mang 38 thì lấy 39, mang 39 thì lấy 40 nha mấy chị nha. Đó, nhớ tăng một size giùm em ha. Chị có 79 ngàn à, đẹp quá trời luôn. Chị nào ưng ghi chị em là sandal đúc kèm màu kèm size, sandal đúc kèm màu kèm size giùm chị em nha mấy chị. Sandal đúc kèm màu kèm size 79 ngàn. Rồi chị nào lấy lên giùm chị em ha. Có 79 ngàn thôi nha mấy chị nha, có 79 ngàn à. Rồi nha mấy chị. Trời ơi sao mất tương tác dữ vậy trời. Mọi người ơi, chấm bài giùm em thử mấy chị, chấm bài giùm em lên với mấy chị ơi, chấm bài giùm em lên với mọi người. Trời ơi sao cái tương tác vậy trời, nản dở sợ luôn mọi người. Chấm bài giùm em rồi mấy chị ơi, chia sẻ giùm em với. Mất tương tác quá. Chấm bài lên giùm em với nha mấy chị nha, chấm bài lên giùm em với. Tương tác ở đâu luôn mấy chị ơi, thiệt nản dở sợ luôn. Thôi la nãy giờ khen thôi. Ôi đất ơi, trời ơi hôm nay buôn bán cái gì hết trời. Ai ưa giết bà dâu ơi, giết bà dâu này mấy chị, bây giờ xả luôn. Trời ơi thiệt, tôi biết tôi thiệt với bà luôn, tôi xả không còn cái gì, như không còn quan tâm tới cái giá luôn, giờ quan tâm tới cái comment với bà cái nhảy không thôi. Rồi mấy chị nha, giết dâu đen coi nè, nhìn đẹp quá trời. Dâu đen size 36 với 38, giờ chị nào lấy đi xả luôn 79 ngàn. Đó, bây giờ là lỗ, coi như là lỗ không còn cái gì luôn. Xanh đan dâu, dâu hồng 79 ngàn luôn. Dâu nha mấy chị nha. Dạ ok chị Nguyễn Kim nè. Dâu hồng 36, 38. Dâu trắng 36, 38, 79 ngàn. Dâu đen 36, 38, 79 ngàn. Trời ơi con này mấy chị đẹp quá. Dâu đen size 36 với 38 thôi 79 ngàn. Dâu hồng size 36 với 38 79 ngàn. Dâu trắng size 36 với 38 luôn 79 ngàn. Chị nào ưng giúp dâu lên giùm em giúp dâu ha. Dâu trắng size 36 và 38 79 ngàn. Dâu hồng size 36 và 38 79 ngàn. Dâu đen size 36 và 38 79 ngàn. Chị nào ưng giúp dâu lên giùm chị em giúp dâu. Ô 79 ngàn. Trời ơi 79 ngàn mấy chị, 79 ngàn mấy chị. Nghe cái là hết hồn luôn á. Nhưng mấy chị nha, chị nào ưng giúp dâu lên giùm chị em giúp dâu. Nhưng mấy chị nha. Rồi nhưng mấy chị nha, chị nào lại lên giùm em nhưng mấy chị nha. Dâu đen size 36 và 38. Dâu trắng size 36 và 38. Dâu hồng size 36 và 38 79 ngàn. Dâu trắng, dâu đen, dâu hồng size 36 và 38 79 ngàn. Ân giúp dâu nào lên cho em giúp dâu đó, nhìn cưng quá trời luôn. Ân giúp dâu màu nào lên cho em giúp dâu màu đỏ nha mấy chị nha, 79 ngàn. Nha mấy chị nha, nghĩ sao vậy trời, thiệt 79 ngàn rớt nước mắt luôn mấy bà. Rồi nha mấy chị nha, dâu đen 36 với 38. Dâu trắng size 36 với 38. Dâu hồng size 36 với 38 79 ngàn. Chị nào ân lên giùm em giúp dâu kèm màu kèm size, giúp dâu kèm màu kèm size nha mấy chị nha. Dâu 36 với 38 thôi nha mấy chị nha. Dâu hồng size 36 38 79 ngàn. Dâu trắng size 36 và 38 79 ngàn.
dâu đen size 36 và 38 79 ngàn. Chị nào ưng giúp dâu lên giùm chị em giúp dâu 79 ngàn. Nha mấy chị nha. Rẻ mà rẻ 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 mà rẻ coi như là rẻ ơi là rẻ luôn á mấy chị, rẻ xỉu luôn á. Rồi nha mấy chị nào ưng giúp dâu lên giùm chị em giúp dâu 79 ngàn nha mấy chị, 79 ngàn. Dâu nha mấy chị nha, dâu đen 36 và 38, dâu trắng 36 38, dâu hồng 36 38 79 ngàn. Ưng dâu màu nào lên chị em màu đó, dâu hồng 36 38, dâu trắng 36 38, dâu đen 36 38 79 ngàn. Rồi chị nào ưng lên giùm chị em. Rồi mấy chị nha, giúp dâu lên giùm chị em giúp dâu. Tôi giúp gấu trà sữa 79 ngàn rồi mấy chị. Rồi, gấu trà sữa này chỉ có một size 40 rồi, các ai ưng thì lấy ha. Gấu trà sữa đen size 40 79 ngàn. Gấu trà sữa trắng size 40 79 ngàn. Gấu trà sữa hồng size 40 79 ngàn. Gấu trà sữa hồng size 40 79 ngàn. Gấu trà sữa kem size 40 79 ngàn. Gấu trà sữa đen size 40 79 ngàn. Chị nào lấy lên giùm cho em gấu trà sữa nha mấy chị. Gấu trà sữa đen 79 ngàn, size 40 thôi. Gấu xà sữa kem size 40 79 ngàn. Gấu xà trà sữa hồng size 40 79 ngàn. Chị nào ưng gấu trà sữa lên giùm em gấu trà sữa ha. Chị 79 ngàn thôi. Màu kem, màu hồng và màu đen giùm cho em 79 ngàn. Nha mấy chị 79 ngàn. Màu đen 79, màu hồng 79, màu kem 79. Chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Gấu trà sữa kèm màu kèm size. Nha mấy chị, gấu trà sữa kèm màu kèm size giùm cho em ha. Gấu trà sữa kèm màu kèm size nha mấy chị 79 ngàn. Chị nào lấy lên giùm cho em nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên đơn giùm cho em ha. 79 ngàn nha mấy chị 79 ngàn. Chị nào lấy lên giùm cho em ha. 79 ngàn thôi nha mấy chị nha. 79 ngàn. 79 ngàn thôi nha mấy chị nha. Rồi em lên cho mấy chị là dép quả táo. Quả táo nó còn dài như vậy. Kiểm kiểm cái dép quả táo. Ép ép luôn coi. Ép ép luôn. Rồi nha mấy chị nha, dép ép ép. Bao sang luôn. Bao sang luôn nha mấy chị nha, bao sang bao êm luôn. Đẹp cực kỳ luôn. Nha mấy chị nha, đế này nó có gắn cúc ở dưới cho nên mấy chị không sợ bị hở keo luôn. Nha mấy chị không sợ bị hở keo, êm lắm, mềm cực kỳ. Cái này nó mềm đã cái chân lắm nha mấy chị nha. Ép ép màu kem em có size từ 36 cho tới 40. Ép ép màu đen em có size từ 36 cho tới 39 thôi. Nha mấy chị nha. Em gom mấy chị có 145 ngàn, thay vì mấy chị mua chỗ khác 250, 280, em gom mấy chị 145 ngàn. Gửi chị em zip FF màu đen từ 36 cho tới 39, FF màu kem từ 36 cho tới 40, 145 ngàn. Chị nào lấy lên giùm chị em ạ, có 145 ngàn thôi nha. Chị nào ưng zip FF kèm màu kèm size lên đơn, FF kèm màu kèm size lên đơn, FF màu đen từ 36 cho tới 39, FF màu kem từ 36 cho tới 40 chỉ có giá là 145 ngàn. Chị nào ưng giúp FF lên đơn giùm cho em giúp FF nha mấy chị nha. Giúp FF lên đơn giùm cho em giúp FF nha. FF màu đen, FF màu trắng giùm quên màu kem giùm cho em ạ. Từ 36 cho tới từ 36 cho tới 40 nha mấy chị nha. Màu kem á thì từ 36 tới 40, còn màu đen á là từ 36 cho tới 39 thôi mấy chị. Chỉ có giá là 145 ngàn. Chị nào ưng ghi giùm cho em là zip FF kèm màu kèm size, zip FF kèm màu kèm size giùm em. Êm lắm nha mấy chị, rất là êm luôn ha. Rất là êm luôn nha mấy chị nha, rất là êm luôn. Mấy chị mang thử đi, êm lắm nha mấy chị nha. Cho kiểm tra hàng trước khi nhận cho nên mấy chị không có cần phải lo là nó có ok hay không ha. Ủa sao đứng comment nữa rồi trời. Chấm giùm em đi mấy chị. Chấm bài giùm em mấy chị ơi. Chấm bài giùm em nha mấy chị nha, tương tác giùm em với mọi người ơi, đỡ nó đứng comment đó là nó lục luôn cái bài luôn á mấy chị. Chấm bài giùm em nha mấy chị nha, chấm bài giùm em với ha. À, rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em mà ghi chị em zip FF nha mấy chị, kèm màu kèm size giùm em ha. FF màu đen từ 36 cho tới 39. Rồi FF màu kem là từ 36 cho tới 40, chỉ có 145 ngàn. Nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ha. Ghi giùm chị em là zip FF nha mấy chị. Zip FF nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ha. Zip FF nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nha. Zip quả táo này nha mấy chị nha. Dép quả táo nha mấy chị nha. Vậy lùi lên nãy giờ rồi em ơi. Rồi nha mấy chị nha, dép quả táo nè mấy chị. Quả táo màu xám giùm cho em. Quả táo màu xám. Quả táo màu xám thì còn size 36, 38, 39, 40 à.
Nhưng mấy chị nè, cái đôi này người ta bán với chị 179 ngàn, em gửi mấy chị còn 87 ngàn. Nam nữ luôn ha, bé trai bé gái luôn. Chị nào mà xiền mua hàng Thái thì mấy chị không còn lạ cái mã dép này nữa ha. Dép quả táo màu xám thì còn 36 36 39 40 36 38 39 40. 36 38 39 40 nha mấy chị nha, 87 ngàn. Nha mấy chị. Rồi còn màu đen. Màu đen nha mấy chị nha. Màu đen á thì màu đen á thì chỉ còn 36 với 38 với 39 thôi. Màu đen á thì chỉ còn 36 38 39 thôi nha mấy chị. Màu đen chỉ còn size 36 38 39 thôi. 36 38 39 nha mấy chị nha. 36 38 39 này. Còn màu xanh á thì còn 36 37 38 39. Nha mấy chị, còn màu xanh là 36 37 38 39. Chị nào lấy lên giùm chị em ha. Dép này là dép quả táo cho nam cho nữ luôn nha mấy chị. Dép quả táo cho nam cho nữ nha. Làm gì có size 36 mà chị đặt chị Trần Tố Uyên ơi. Chị Trần Tố Uyên chứ không có hàng nha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên chị em ạ. Rồi màu xanh em có size là 36 37 38 39. Nha mấy chị nha. Size nhìn lần cái biết size liền luôn. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em nha mấy chị. Chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Rồi nha mấy chị, dép quả táo 87 nha. Dép quả táo 87 nha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ha. Dép quả táo 87 nha nha mấy chị nha. Sai hoàn toàn luôn. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Rồi ghi giùm chị em là dép quả táo nha mấy chị nha. Màu đen có 39 không vậy? Coi lại màu đen có 39 không. Rồi nha mấy chị. Ủa sao chị đặt hàng không cái size không có không vậy coi. Đúng rồi, bị sai rồi. Ủa rồi không có 39 nha chị nha. Dép quả táo em đọc lại cái size chút nha mấy chị nha, đưa lại. Dép quả táo màu xám này. Quả táo màu xám này, em có 36, 37, 39, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43. Ủa? Này mấy chị, quả táo màu xám là người ta còn full size luôn. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 luôn. 87 ngàn một đôi. Nha mấy chị nha. Trời ơi, cái đôi này mà đi mưa không ok, đôi nào ok nữa chị. Rồi nha mấy chị nha, còn màu đen này là còn 37, 38, 40, 41, 43. Nha mấy chị nha. À, màu đen em chỉ còn là 37, 40, 37, 38, 40, 41 và 43 thôi. Chị nó ưng quả táo màu đen lên cho em quả táo màu đen. Nha mấy chị, quả táo màu đen em còn size này mấy chị. À, 37, 38, 40, 41, 43. Nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ, quả táo. Ủa sao chị đặt hàng ấy? Ê, cái chị Trần chị Tố Yên gì đó em nó quên khỏi chốt đi. Trời ơi, chị đặt không có đôi nào mà có luôn á. Chị đặt nãy vô một lọt nhưng mà không có đôi nào có luôn á. Đặt kiểu bất chấp luôn á. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Màu xanh này mấy chị, em còn size 36, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Vậy là hai màu này em còn được full size này. Màu xanh với màu xám thì em còn size là từ 36 cho tới 43. Nha mấy chị nha. Màu xanh và màu xám thì em còn size là từ 36 cho tới 43. Còn màu đen á thì em chỉ còn size là 37, 38, 40, 41 và 43 thôi nha mấy chị nha. Rồi còn màu xám với màu xanh còn tới 44 luôn nha mấy chị nha. 44 luôn. Quả táo màu xám là từ 36 cho tới 44, quả táo màu xanh là từ 36 cho tới 44 luôn. Nam được, nữ được giùm em nha. Trai được, gái được hết. Nói chung là cái dòng này là cái dòng siêu nhẹ. Những ai mà xuyên order hàng Thái thì không có còn là cái mã này nữa ha. Bởi vì chiếc quả táo này nó không còn là nữa. Nhưng mấy chị, bởi vì dòng nó mềm lắm. Nó êm và nó nhẹ cái chân lắm nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm chị em ha. Ghi rõ giùm chị em nha mấy chị nha. Ghi giùm chị em là chiếc quả táo kèm màu kèm size. Quả táo màu xanh là từ 36 cho tới 44. Quả táo màu xám là từ 36 cho tới 44. Em gom với chị chỉ có giá là 87 ngàn một đôi. Chị nào lấy ghi dùm cho em là dép quả táo kèm màu kèm size. Dép quả táo kèm màu kèm size. Quả táo màu xanh, quả táo màu xám ha. Rồi quả táo màu xanh màu xám là từ 36 cho tới 44. Còn quả táo màu đen. Màu đen là chỉ còn size là 37, 38, 40, 41. Nhưng mấy chị 37, 38, 40, 41
43. Màu đen thì còn 37, 38, 40, 41 và 43. Chị nào ưng màu đen thì lên dùm chị em màu đen ha. Ghi rõ dùm em là jeep quả táo kèm màu kèm size nha mấy chị nha. Hàng thương hiệu độc quyền của bên Thái Lan nha mấy chị. Hàng Apple này. Thương hiệu độc quyền của Thái nha mấy chị. Giống như là Biti của Việt Nam mình, nó cũng là thương hiệu độc quyền nha mấy chị ha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên dùm chị em ạ. Êm lắm nha mấy chị. Dòng này rất là êm và rất là nhẹ luôn ha. Chị nào lấy lên dùm chị em ạ. Quả táo màu xanh và quả táo màu xám là từ 36 cho tới 44. Quả táo màu đen nha mấy chị nha là 37, 38, 40, 41 và 43. Nhưng mấy chị chỉ có giá 87 ngàn một đôi, chị nào ân lên dùm chị em ạ. Nhưng mấy chị nha, chỉ có giá 87 ngàn một đôi. Nhưng mấy chị nha, 87 ngàn một đôi lên dùm chị em ha. Màu hai màu này là full size ha, từ 36 tới 44 luôn. Rồi còn màu đen á là 37 này, 38 này, 40 này, 41 này và 43. Nhưng mấy chị nha, chị nào ân lên dùm chị em ạ, táo đen ha. Rồi còn cái này táo xám với táo xanh. Rồi chị nào ân lên dùm chị em ạ. Chỉ có 87 ngàn thôi nha mấy chị nha, chỉ có 87 ngàn thôi. Chị nào lại lên dùm chị em nha mấy chị có 87 ngàn ạ. Chị nào lại lên đơn dùm chị em ạ. 87 ngàn, 87 ngàn nha mấy chị nha. Chị có 87 ngàn thôi, chị nào lại lên đơn dùm chị em. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lại dùm em. Rồi nha mấy chị nha. Em lên cho mấy chị cái đôi V-Sat. V-Sat nha mấy chị nha, V-Sat dùm chị em. V-Sat này này. V-Sat này là nó có V-Sat này là nó có nam nữ luôn. Đẹp lắm nha mọi người. V-Sat này là nó có nam và nữ luôn á mấy chị. Nam và nữ luôn nha mấy chị nha. Đây nam nữ luôn. Đẹp lắm nha mấy chị nha. Không đẹp không lấy tiền luôn mấy chị. Nam nữ luôn ha. Nam mang cũng đẹp, nữ mang cũng đẹp dùm cho em. Nam mang cũng đẹp, nữ mang cũng đẹp dùm cho em. V-Sat màu xanh nó có size từ 35 cho tới 43. Cho nam cho nữ luôn. Từ áo lộn tới 42 à. Cho nam cho nữ luôn. Nữ thì tụt lại một size, còn nam thì đúng size giúp em ha. Em gom với chị luôn 97 ngàn. Đôi này hồi bữa em bán với chị giá sale là 125 hay 145 ngàn gì một đôi với chị. Bữa nay chị nào lấy đi, em gom với chị luôn 97 ngàn. Chị nào lấy lên giùm em. Đế thì là nó có đế chống trơn, chống trượt và quai của nó có gắn cúc luôn nha mấy chị. Quai của nó gắn cúc nè. Đế thì đế chống trơn, chống trượt và quai có gắn cúc luôn. Nha mấy chị coi giùm em nè ha. Đà lắm mấy chị, mang êm lắm nha mọi người, mang êm lắm. Chị nó ân mã V-Sat lên cho em. V-Sat hỏng đẹp hỏng lấy tiền luôn. Nữ mang đẹp lắm mấy chị, còn nam là khỏi phải nói luôn nha mấy chị. Nam là khỏi phải nói luôn ha. Nam mang cái chân vô là thấy sang liền luôn. Nữ thì từ, nói chung là mấy chị, nam nữ gì cũng được hết á. Từ 35 cho tới 42. Nam được, nữ được. Nhưng mà nữ thì mấy chị nhớ tục lại một size, còn nam thì đúng size. Ví dụ như nữ mấy chị mang 40 á thì lấy 39 thôi. Còn mang 39 thì lấy 38 thôi, mà mang 38 thì lấy 37 thôi. Nhưng mấy chị nha, mấy chị đừng có comment đúng size. Nữ thì comment giảm xuống một size để cho nó vừa ha, chứ không là nó sẽ bị rộng ha. Còn nam thì mấy chị cứ lấy đúng size dùm cho em. Cái quai nó cũng mềm, cái đế bên trong này nó cũng mềm luôn nha mấy chị nha. Chị nào lấy ghi dùm cho em ha. Ghi rõ dùm cho em nha mấy chị nha. Ghi rõ dùm cho em là V-Sat kèm màu kèm size. V-Sat màu xanh từ 35 cho tới 44, ở bên 42 chị có 99-97 nghìn. Chị nào lấy ghi dùm cho em V-Sat nha mấy chị nha, đẹp lắm, 97 ngàn một đôi. Nam được, nữ được dùm cho em nha. Mẫu mã đẹp cực kỳ luôn á mấy chị. Đó, đế thì đế chống trơn, chống trượt dùm cho em. Và cái quai của nó có gắn cúc luôn nha mấy chị nha. Quai của nó gắn cúc luôn, nhìn đẹp quá. Cái mã của nó đẹp lắm luôn mấy chị. Cái màu cũng đẹp nữa mà mang lên chân đẹp lắm nha mấy chị. Mang lên chân chị nào mà chân xấu xấu với chị mang lên cũng đẹp nữa nha mấy chị nha. Đẹp lắm, mà chị có 97 ngàn à. Chị nào lấy ghi dùm cho em là dép V-Sat kèm màu kèm size. V-Sat màu xanh ha. V-Sat màu xanh nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên dùm cho em nha mấy chị nha. Ghi chị em là V-Sat màu xanh dùm cho em ạ. 99 nha, ở 97 nha. Rồi nam nữ luôn nha mấy chị nha. Nam nữ chị nào lấy lên dùm cho em ha. Nam nữ luôn nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nào lấy lên dùm cho em ạ. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên dùm cho em ha. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy em. Cái này là Dior mã 1 nè mấy chị. Dior mã 1 nè. Dior mã 1 nha mấy chị nha. Dior mã 1 đó là có gắn cúc luôn mấy chị thấy không. Dior mã 1 màu kem thì còn 35, 36, 38, 39. Dior mã 1 35, 36, 38, 39. Chị nào lấy bữa nay sale mấy chị luôn còn 115 nha. Đôi này 280 lận mấy chị. Trời ơi bữa nay nó rẻ sai. Nè mấy chị coi này vậy thôi chứ biết chừng nào mới đứt rồi. Dior mã 1 nó còn size 35, 36, 38, 39. Giờ em gom với chị giá sale luôn 115 ngàn. Rồi màu đen thì chỉ còn 35, 38 với 39 thôi.
35389 thì o mã 1 màu đen 35389 chỉ có giá 115.000 luôn. Đi o mã 1 màu kem 35363839. Đi o mã 1 màu kem 35363839 115.000. Đi o mã 1 màu đen là 35389 115.000 luôn. Chị nào ưng đi o lên giùm chị em đi o ha. Đi o lên giùm chị em đi o bữa nay gom với chị giá sale còn 115.000 à. Lẻ sai hết rồi nha mấy chị nha. Gửi chị em là đi o mã 1 ha. Đi o mã 1 màu kem là 35363839. Đi o màu mã 1 màu kem màu đen là 35383839 nha mấy chị nha. 115.000. Chị nào ưng đi o lên giùm chị em giúp đi o ha. Giúp đi o nha mấy chị nha. Giúp đi o mã 1 kem màu kem size giùm em ha. Giúp đi o mã 1 kem màu kem size nha mấy chị nha. Chỉ có giá là 115.000 à. Rồi chị nào lấy đi o lên giùm chị em đi o ha. Chị nào lấy đi o lên giùm chị em đi o nha mấy chị nha. Chị nào lấy đi o lên giùm chị em đi o nha. 119.000, 119.000 rồi chị nào lấy. Ôi 115.000, chị nào lấy lên giùm chị em ha. 115.000 nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm chị em ạ. Rồi nha mấy chị nha. Mấy chị ơi chia sẻ like chấm bài giùm em với nha mấy chị. Rồi em lên cho mấy chị cái dép LV. LV em còn 35 cho tới 44. Em gom mấy chị còn 97 nha. Rồi Adidas cũng từ 35 cho tới 44, 97 nha. Chị nào ưng lên giùm cho em ạ. Ưng Adidas lấy Adidas, ưng LV lấy LV, dòng siêu nhẹ giùm cho em nha. Dòng siêu nhẹ giùm cho em nha mấy chị nha, nhẹ xình luôn mấy chị, nhẹ xình luôn ha. Nhẹ lắm. Rồi mấy chị, LV từ 35 cho tới 44. Adidas từ 35 cho tới 44, nam được, nữ được, bé trai được, bé gái được. Mấy chị muốn mang size như mấy chị mang à, ha. À, nói chung là nữ nam mình đều mang được hết nha mấy chị. Cái chỗ cái quai này mấy chị có thể thu ra thu vô cho nó vừa với cái phân chân của mình ha. Rồi mấy chị nha, ghi dùm cho em LV từ 35 cho tới 44, Adidas từ 35 cho tới 44, 97 nha. Chị nào ân lên dùm em ạ. Ân Adidas lấy Adidas, ân LV lấy LV dùm cho em 97 nha, lên đơn 97.000 thôi nha mấy chị nha, lên đơn. Rồi còn cá sấu nha mấy chị nha, cá sấu này, cá sấu nha mấy chị nha. Cá sấu này á, thì em có cá sấu xám và cá sấu đen giùm chị em. Cá sấu xám á, thì từ 35 cho tới cá sấu xám á, thì từ 35 từ 31 cho tới 44 lần, có nghĩa là từ em bé luôn nha mấy chị nha, từ 31 tới 44. Còn cá sấu đen cũng từ 31 cho tới 44 luôn nha mấy chị nha, cũng có 95.000 ở 97.000 à. Chị nào lấy lên giùm cho em ạ. Cá sấu xám, cá sấu đen từ 31 cho tới 44, 97.000. Nha mấy chị, nam được, nữ được luôn ha. Cái dòng này thì nam nữ đều được hết nha mấy chị. Dòng siêu nhẹ giùm em nha mấy chị nha, dòng siêu nhẹ giùm cho em. Ghi giùm cho em là giúp cá sấu xám hoặc giúp cá sấu đen. Nha mấy chị, từ 36 ở lộn từ 31, 31 với mấy chị 31 cho tới 44 luôn ha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ha. Rồi em like mã này nữa em xuống like nha mấy chị nha. Em like mã này nữa em xuống like ha. Mấy chị có lấy gì nữa lên giùm chị em nha mấy chị nha. Mấy chị có lấy gì nữa lên giùm chị em ạ. Còn LV, LV thì từ 35 cho tới 44. Adidas cũng từ 35 cho tới 44 nha mấy chị nha. 97 ngàn à. Cá sấu xám và cá sấu đen là từ 31 cho tới 44. Cũng có 97 ngàn à. Chị nào ưng lên giùm chị em ạ. Ân loại nào lên chị em loại đó nha mấy chị nha. Ân loại nào lên chị em loại đó ha. Ân loại nào lên chị em loại đó nha mấy chị nha. Mấy chị ơi coi lấy gì nữa. Mấy chị ơi em xuống like cho mọi người. Em mệt quá mệt. Khó chịu quá. Rồi nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy lên đơn giùm chị em ha. Chị nào lấy lên đơn giùm chị em nha mấy chị. Chị nào lấy lên đơn giùm chị em ha. Ghi giùm chị em cái dép kèm cái mã nha mấy chị nha. Cái mã kèm cái số size nha mọi người. Kèm cái màu luôn ha. Rồi mấy chị nha. Được nha Bạc Thị Lê ơi, inbox và tin nhắn giùm chị nha. Rồi mấy chị ha, chị nào lại lên giùm chị em ạ. Nhưng mà khi em inbox và tin nhắn em phải comment đúng mã, còn nếu mà em kỹ thì em nên chụp lại cái hình đó. Em gửi qua tin nhắn thì nó sẽ rõ hơn, chứ còn em mà comment mà em comment sai cái mã là nó chốt sai hàng á. Rồi nha mấy chị nha, thôi bye bye mọi người nha. Bye bye mấy chị ạ. Bye bye mấy chị nha, cảm ơn mọi người nhiều, cảm ơn mấy chị luôn. 97 ngàn à mấy chị. LV đẹp ha. LV nha. Rồi nha mấy chị nha. Dài lùi im lên từ nãy giờ chị ơi. Rồi thôi bye bye mấy chị ạ. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người nha.